Thần kiếm khắp huyết được dùng máu của chính người luyện chế mài bén, tà khí càng nặng. Kính thần có thể cảm nhận được rõ ràng thanh kiếm trong tay Diệp Tố Tố có khí thế của thần khí, nhưng lẫn trong đó còn có tà khí vô tận. Bà ta nhìn chăm chăm máu không ngừng chảy dọc theo thân kiếm nhưng đều bị hấp thu hết trước khi nhỏ giọt xuống đất. Máu chảy đến đâu bị hấp thu sạch sẽ đến đấy, không có một vết nào sót lại. Người này vậy mà thật sự luyện chế được khối huyết ngọc đó, khối huyết ngọc tà khí ngập trời, ngay cả bà ta cũng phải mất một khoảng thời gian mới thu phục được linh thể của nó. Diệp Tố Tố, kính thần trong lòng đã sinh ra cảm giác sợ hãi nhưng bà ta vẫn chưa nhận ra, vẫn chỉ cho rằng Diệp Tố Tố cũng chỉ là một phạm nhân của hạ giới mà thôi, lại là luyện khí sư, sức chiến đấu sẽ chẳng ra làm sao, nét mặt đầy vẻ trào phúng. Người biết dùng kiếm sao? Còn chưa bao giờ chính thức dùng kiếm, tay phải Diệp Tố Tố nắm chuôi kiếm, lòng bàn tay bên trái bị lưỡi kiếm cắt một đường thật sâu, nàng dương mắt nhìn kính thần. Ngươi hẳn là thần đầu tiên mà ta dùng kiếm. Giết! giết thần. Người thật to gan, quanh thân kính thần bùng lên ánh sáng tím, hiển nhiên là đã cực kỳ tức giận, hai tay nắm lấy kính, xoay hỗn độn kính chiếu vào Diệp Tố Tố, một luồng thần lực khổng lồ đánh thẳng về phía nàng. Khi mọi người ở đây đều nghĩ rằng Diệp Tố Tố sẽ chết không nghi ngờ gì nữa thì nàng lại cầm kiếm xông thẳng đến hỗn độn kính, rút kiếm chém ngang chắn lại thần lực. Diệp Tố Tố xoay cổ tay, chuyển lưỡi kiếm từ nằm ngang sang dựng đứng lên, một tay giữ mũi kiếm, một đường trẻ đôi luồng thần lực, sau đó nàng điểm nhẹ mũi chân xuống đất thuấn di với tốc độ cực hạn nhưng người lớp sang bên cạnh né tránh thần lực chạy về phía kính thần kính thần cắn răng diệp tố tố quả nhiên là biến số một phàm nhân hạ giới vậy mà có thể phá vỡ kính lực của bà ta khi diệp tố tố sắp xông tới trước mặt kính thần thì bà ta bỗng nhiên biến mất ngay sau đó liền xuất hiện ở phía sau diệp tố tố giơ tay công kích từ sau lưng nàng ngay trước khi bà ta đánh chúng sau lưng diệp tố tố lập tức liền hiện ra khiên thần thức Người kính thần nhìn diệp tố tố đầy khiếp sợ thần thức của nhãi danh này sao lại cường đại như vậy về phần diệp tố tố trước khi khiên thần thức bị đánh vỡ thì nàng đã kịp phản ứng lại trở tay bổ kiếm về phía kính thần kính thần theo bản năng giơ tay lên đỡ một chiêu này nhưng bà ta lại đánh giá sai uy lực của khắp huyết kiếm thân thể bị chém trúng cánh tay bị thương một đường thật sâu không ít thần huyết bắn tung tóe trên thân kiếm khắp huyết trong chớp mắt liền bị hấp thu tà khí theo đó cùng bùng lên dữ dội trong cơn giận dữ kính thần hung hăng giờ hỗn độn kính lên muốn chụp xuống đầu diệp tố tố tốc độ của bà ta nhanh đến độ ngay cả các đại năng trong điện cũng không cách nào thấy rõ được thần cũng chỉ có thần mới có thể nhìn thấu nhưng diệp tố tố cũng không phải dùng đôi mắt để nhìn mà thứ nàng dùng chính là thần thức mênh mông bằng bạc bà của mình chỉ thấy diệp tố tố nghiêng đầu nghiêng người hỗn độn kính theo đó vừa sượt qua mặt nàng có vài sợi tóc mai tung bay không tránh khỏi chạm vào mặt hỗn độn kính dòng nháy mắt hóa thành cho mấy trêu rồi trong lòng kính thần cảm thấy mờ mịt một phạm nhân lại có thể liên tiếp tránh thoát mấy chiêu của bà ta hai người giao thủ trong lúc nhất thời vậy mà không ai đả thương được ai diệp tố tố đang tiến bộ tông chủ ngô kiếm phái nhìn hai đạo tàn ảnh nói ông nhìn không rõ động tác của kính thần nhưng chiêu thức của diệp tố tố lại có thể thấy rõ nhưng mà việc này cũng chỉ vừa mới bắt đầu không lâu tốc độ của diệp tố tố mỗi lúc một nhanh hơn độ nắm giữ kiếm cũng càng lúc càng thuần thục đạo của tông chủ ngô kiếm phái chính là kiếm đạo từ lúc bắt đầu là đệ tử cho tới địa vị tông chủ hiện tại, cả đời đều học kiếm. Từ động tác vùng kiếm đầu tiên của Diệp Tố Tố ông có thể nhìn ra được nàng không quen dùng kiếm, loại cảm giác xa lạ này thường xuất hiện ở những người không thường đụng tới kiếm. Tuy nhiên mỗi một kiếm chiêu của Diệp Tố Tố lại không có chỗ có thể bắt bẻ, giống như người biết dùng kiếm, hoặc có thể nói các kiếm chiêu này đã từng được phát họa vô số lần trong đầu người nọ. Cho đến hiện tại, Diệp Tố Tố đã bắt đầu quen với việc dùng kiếm thì tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh nét mặt kính thần đã sớm lạnh như băng xương ánh mắt bà ta xoáy sâu vào diệp tố tố một tay thêm trợn pháp lên trên mặt hỗn độn kính ngay sau đó xoay mặt kính về phía diệp tố tố không gian xung quanh diệp tố tố phẳng phất như bị níu chậm lại tất cả mọi thứ trở nên thong thả bao gồm chính bản thân nàng thần lực của kính thần xuyên qua mặt kính đâm tới diệp tố tố không kịp xưng lên thiên thần thức bị đánh trúng ngay giữa ngực dám can đảm đấu với thần tìm chết kính thần rốt cuộc lại có thể nở một nụ cười bà ta nhìn diệp tố tố ngã thật mạnh trên mặt đất thậm chí còn nghe thấy âm thanh mỹ rượu của tiếng xương ngực đứt gãy nhưng bà ta không biết rằng từ sau khi đi đến vạn nam trước này diệp tố tố đã sớm quen với việc gãy xương diệp tố tố nằm trên mặt đất nhìn bầu trời xanh thẳm không mây sau đó xoay người đứng lên tay chống khớp huyết kiếm xuống đất chỗ xương gãy trong nháy mắt được chữa trị nàng ngước mắt nhìn kính thần ở đối diện không biết tự lượng sức mình kính thần thấy diệp tố tố vẫn còn có thể đứng lên thì một lần nữa vung hỗn độn kính lòng tràn này chờ mong lần này diệp tố tố hình thần đều sẽ tan biến nhưng diệp tố tố lại động vô số thần thức tỏa ra từ thân thể nàng ép căng pháp trận chi phối thời gian của kính thần nàng không còn bị thần trận kiềm chế triệt để thoát khỏi gông cùm xương xích giờ phút này trong mắt kính thần bà nhìn thấy phía trước diệp tố tố bỗng nhiên xuất hiện linh thể của khối huyết ngọc thân ảnh hai người dần dần trùng khớp tay của bọn họ cùng nắm khớp huyết kiếm cách bà ta mỗi lúc một gần Diệp Tố Tố, linh thể huyết ngọc, một người một linh hợp thể, đôi tay nắm chuôi kiếm khốc huyết, đâm thẳng vào ngực kính thần. Kính thần theo bản năng nâng hỗn độn kính lên ngăn cản, khốc huyết kiếm trực tiếp đâm xuyên qua mặt kính kim vào người kính thần. Một người một linh hai tay dùng sức, bước chân cũng không ngừng dấn tới. Kiếm đâm sâu vào ngực kính thần, tay bà ta lùi về sau đụng vào một cây cột trong đại điện. Một cột, hai cột rồi lại ba cột. Mãi đến cây cột thứ năm mới dừng lại. Đại điện phía sau lưng bọn họ ầm ầm sụp xuống một nửa kính thần bị ghim vào cây cổ thứ năm trước ngực bà ta chính là thần kính bản mạng mặt sau của kính bị máu nhuộm đỏ linh thể khắp huyết kiếm dần dần tan đi trong mắt kính thần chỉ còn lại một mình diệp tố tố nàng mặt không biểu tình rút kiếm ra nói ngày khai kiếm lấy máu ma thần huyết tế diệp tố tố cắm hai ngón tay vào ngực kính thần sau đó rút tay ra dùng máu tươi vẽ phủ chú lên thân khắp huyết kiếm vừa mới vẽ xong đạo phủ chú đó lập tức biến mất linh thể khắp huyết bay ra từ thân kiếm chậm rãi trở xuống ngồi xổm bên cạnh kính thần ngón tay cũng si ám vào ngực bà ta gương mặt tà khí lộ ra biểu tình hưởng thụ hắn đang thông qua ngón tay uống máu của thần diệp tố tố ngửa đầu nhìn lên trên không thúc thần đã mất đi thần khí bản mạng cơ hồ không còn sức chống cự mà lúc này chúng thần trên không cũng cảm giác được kính thần đột nhiên suy yếu tất cả đều nhìn xuống bên dưới diệp tố phong kiếm thần giết tên nàng qua kẽ răng mỗi một chữ đều mang theo sát ý ngập trời Diệp tố tố nhìn sang linh thể khắp huyết. Vẫn còn máu ma thần, có uống không? Linh thể khắp huyết ngừng đầu nhìn Diệp tố tố, hắn lúc vẫn còn chưa giống bộ dáng của vạn năm sao, tà khí trong mắt vẫn còn nồng đậm, vừa nhìn liền nhận ra là tà linh thể. Uống, linh thể khắp huyết một lần nữa tiến vào trong kiếm. Không ai chú ý thấy, máu ở mặt sau của hỗn độn kính theo khe hở chảy vào trong gương. Một đệ tử cô luôn lặng yên không tiếng động tới gần, nhặt cái gương đó đi mất. Diệp Tố Tố cầm kiếm phi thân lên trên cao, dùng một lực không thể chống cự vung lên một kiếm, chém về phía phong kiếm thần. Không biết tự lượng sức mình, phong kiếm thần cười nhạo một tiếng, ông ta đã quên mất bao lâu rồi mới có người dám vung kiếm về phía ông ta. Phong kiếm thần không có kiếm, những làn gió lướt qua trong không trung chính là kiếm của ông ta. Một bàn tay của ông nắm chặt lại, gió liền hóa thành kiếm, dễ dàng đẩy ra một kiếm toàn lực của Diệp Tố Tố. Người kiếm hợp nhất, không tồi, phong kiếm thần vặn đầu đánh một cái rốt, có chút đáng tiếc nói. Nhưng đối đầu với ta thì vẫn còn kém một chút. Diệp tố tố vẫn không bị ảnh hưởng gì, nàng nhìn sang trọng minh thần, ánh mắt của hai người đối diện một lát trọng minh thần liền xoay người đi hỗ trợ trúc thần. Không cần gấp, phong kiếm thần vung một đường kiếm quét qua, nhẹ nhàng tựa như hô hấp. Các người ai cũng trốn không thoát đâu. Diệp tố tố nắm khắp huyết kiếm, một người một linh một lần nữa hợp thể, ngăn cảm kiếm ý xông tới, nhưng mà kiếm ý này sau khi bị chém ra làm hai lại không biến mất mà ngược lại biến thành hai đạo kiếm ý, từ hai bên trái phải đồng thời chém xuống hai vai của nàng. Vết thương sâu thấy cả xương, nếu không phải có khiên thần thức giảm sóc thì hôm nay hai tay của Diệp Tố Tố chắc chắn sẽ bị chặt đứt. Thần thức không tệ, phong kiếm thần tán dương, nhưng ngay sau đó lại nói. Mà cũng chỉ có thế mà thôi. Ông ta lại chém tới một kiếm, Diệp Tố Tố trong nháy mắt bị kiếm ý quét tới đánh trọng thương ngã xuống đất. Vết thương chỗ hai vai chỉ mới được chữa trị một nửa, nàng nhịn không được phun ra một búng máu, tóc dài che mặt, một tay chống đất, Diệp Tố Tố cúi đầu nhưng nàng cảm nhận được phong kiềm thần cũng đã đáp xuống đất, bên môi nàng cong lên một nụ cười lạnh lão. Ưu ừ thế của nàng chưa bao giờ là trời sinh thức hải mà chính là năng lực học tập nhanh chóng cấp kỳ. Ở vạn năm sau, Diệp Tố Tố không thích dùng kiếm, bởi vì vung kiếm quá phiền, quá mệt, nàng thích dùng các thủ đoạn khác hơn. Thêm một nguyên nhân khác là vì mỗi khi cầm kiếm nàng sẽ cảm thấy một vài dự cảm không cách nào khống chế được cho nên vẫn luôn tránh dùng kiếm. Tuy nhiên xung quanh nàng kiếm tu không thiếu, chiêu thức của bọn họ, kiếm ý của bọn họ không lúc nào là không bị Diệp Tố Tố nắm bắt được, sau đó lưu lại ở trong đầu. Các bí kíp mà nàng xem qua trong luân chuyển tháp cũng có không ít kiếm phổ, vốn dĩ nàng chỉ định nhớ kỹ sau đó trở về dùng nó làm vốn lập nhánh kiếm tu cho thiên cơ môn. Trận chiến vừa rồi với kính thần chính là quá trình nàng dung hợp những kiếm chiêu đó lại với nhau thần có được lực lượng khổng lồ, nhược điểm lớn nhất của bọn họ chính là kiêu ngạo, xem người khác chỉ là con kiến dưới đại đạo mà không biết là con kiến cũng có khả năng đục mòn đại thụ. Diệp Tố Tố chậm rãi đứng lên, tầm mắt nàng dừng ở trên tay phong kiếm thần, xem mỗi trường mỗi thức của ông ta thành đối tượng để mình học tập. Một đạo kiếm ý đó của phong kiếm thần quét qua, Diệp Tố Tố bị thương nghiêm trọng, nếu thay bằng bất kỳ một vị độ kiếp đại năng nào khác thì chỉ sợ cũng chỉ có kết cục ngã xuống đất không cách nào nhúc nhích. Tuy nhiên Diệp Tố Tố là trời sinh thức hải, thần thức đã vượt xa cảnh giới độ kiếp kỳ, lại cực kỳ am hiểu điều động linh khí chung quanh vì nàng đã quen với hoàn cảnh linh khí cằn cỗi, mỗi khi đến nơi có linh khí nồng đậm sẽ theo bản năng hấp thu linh khí mỗi lúc mỗi nơi, sau đó chuyển hóa thành linh lực, thế nên tốc độ chữa trị vết thương rất nhanh. Lúc này khi Diệp Tố Tố một lần nữa đứng lên, phong kiếm thần không cho nàng có cơ hội TH ở dốc mà ngay lập tức vung tay, gió nổi cuồn cuộn dựng lên kiếm ý sắc bén, thần uy ngập trời, thẳng tắp bổ xuống người Diệp Tố Tố kiếm ý vẽ ra một đường sáng chói lòa trong không trung cuồng phong rít cào rung trời chuyển đất người bình thường không cách nào có thể thấy rõ được đạo kiếm ý này chỉ có diệp tố tố nhìn thấy trên đường kiếm ý chém tới nó phân hóa thành vô số bóng kiếm giống như răng già thiên la địa võng chặn đứng tất cả đều sống của nàng diệp tố tố đứng đó một tay cầm kiếm nhắm hai mắt lại chỉ dựa vào thần thức để phân biệt tất cả những bóng kiếm đó đều là kiếm thật thần thức của nàng khẽ lướt qua bóng kiếm trong phút chốc liền bị chặt đứt gió nổi vạn vật sinh nhất kiếm ra vạn kiếm, Diệp Tố Tố không chỉ phải trốn một kiếm này mà nàng phải từ trong vô số bóng kiếm tìm ra một đường sống, thần thức điên cuồng phóng ra bao trùm số bóng kiếm nhưng lại bị bóng kiếm cắt đứt hết thảy. Nỗi đau thần thức đứt đoạn đều truyền về Diệp Tố Tố không sót một tia, một sợi nào. Nàng chính là thần thức mà thần thức cũng chính là nàng, khoảnh khắc mỗi một sợi thần thức bị cắt đứt Diệp Tố Tố liền sẽ cảm nhận một lần cảm giác như chết đi sống lại. Thế mà trong chớp mắt vừa rồi, nàng đã trải nghiệm cảm giác đau đớn tột độ ấy vô số lần gió lướt qua gương mặt tái nhợt của diệp tố tố thần thức kim sắc giữa không trung giảm dần nhưng đôi mắt của nàng vẫn chưa từng mở ra mà giờ phút này ống kiếm đầy trời đã hoàn toàn vây quanh diệp tố tố sinh tử chỉ ở trong nháy mắt phong kiềm thần hờ hững nhìn xuống nàng trong mắt dường như đã thấy được từ trạng của diệp tố tố diệp tố tố lại trượt mở mắt ra thức hải quay cuồng kích động thần thức thông qua hai lòng bàn tay cuồn cuộn truyền vào thân kiếm khắp huyết nàng giơ kiếm lên chém một đường lấy thần thức làm kiếm ý bọc bên trong là tà khí của cấp huyết, xuất chiêu phản kháng. Phong kiếm thần nhìn chằm chằm Diệp Tố Tố, hiện giờ mới phản kháng thì đã muộn rồi, thế nhưng trên mặt ông ta lại không có chút ý cười nào, tư thế vung kiếm của con nhóc này quá quen mắt. Chờ phong kiếm thần nhớ ra thì nhất kiếm đó của Diệp Tố Tố đã thành hình, gió nổi lên, nhất kiếm ra vạn kiếm, làm sao nó có thể làm ra được. Bóng kiếm và bóng kiếm va chạm lẫn nhau, vỡ nát giữa không trung tạo ra khung cảnh cực kỳ mỹ lệ, giống như pháo hoa nở rộ khắp trời ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt của phong kiếm thần đã khó coi đến cục độ nhà ái danh này làm sao lại lĩnh ngộ được phong kiếm đạo của ông ta so sánh với sắc mặt khó coi của phong kiếm thần thì diệp tố tố cũng không tốt hơn là bao một kiếm của ông ta cũng không bị ngăn cản mà ngược lại còn đánh vỡ kiếm ý từ thần thức của diệp tố tố diệp tố tố ngồi thuộc xuống đất theo tư thế nửa quỳ một tay chống đất một tay khác nắm chặt khắp huyết kiếm quay một vòng trên đầu dùng kiếm ý thần thức vẽ ra một cái thiên hình tròn trong nháy mắt khiên vừa thành hình thì đạo kiếm ý kia của phong kiếm thần cũng vừa ép tới chạm vào trên khiên phát ra tiếng chói tai Khiên không ngừng nứt ra diệp tố tố cũng bị ép càng lúc càng thấp xuống mà phong kiếm thần ở đối diện một lần nữa lại chém tới một kiếm lần này ông ta không chỉ đứng ở nơi xa nữa mà phi thân xông tới mũi kiếm chỉ thẳng vào ít hầu diệp tố tố đây chính là thuần túy dùng thần lực diệp tố tố khẽ nhíu mày đứng dậy từ bỏ không chống cực đạo kiếm ý kiến nữa nghiêng người tránh đi vùng ngực tùy ý để kiếm ý đâm vào cơ thể trong lúc trọng thương tay phải vẫn như cụ nắm chặt khắp huyết kiếm, chống đỡ một kiếm đâm tới của phong kiếm thần. Càng, mũi kiếm của phong kiếm thần đâm vào trên thân khắp huyết kiếm, diệp tố tố bị ép lui liên tiếp về phía sau, phong thần kiếm nhìn thẳng vào mắt nàng. Kiếm là kiếm tốt, nhưng người quá yếu. Mũi kiếm một lần nữa dùng sức, đâm mạnh vào khắp huyết kiếm. Diệp tố tố vừa rồi bị đạo kiếm ý kia đánh trúng vai phải, hiện tại theo thế phong kiếm thần không ngừng ép sát bước lui máu từ vết thương chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn đạo bào màu đen thấy không rõ vết máu nhưng khoảng áo chỗ vai đã ướt đẫm dính sát vào người nàng ngay khi phong kiếm thần cho rằng diệp tố tố sắp chết dưới kiếm của mình thì trên thân kiếm khắp huyết đột nhiên thấm ra huyết trâu tầm mắt ông ta không tự chủ được mà nhìn theo các giọt máu lan dài sau đó lại thấy huyết trâu hợp thành một đạo phù chú thứ gì bên tai mọi người lại một lần nữa vang lên một tiếng thịch thật mạnh phẳng phất như có cái gì đang thức tỉnh không đợi phong kiếm thần phản ứng lại thì thân kiếm khắp huyết đã tản ra hồng quang trói mắt thế nhưng lại đánh văng thanh kiếm của phong kiếm thần sau một tiếng thích vừa rồi tim của mọi người chung quanh cũng đập cực nhanh khi hồng quang hiện lên bọn họ theo bản năng giơ tay che chắn hoặc nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên sau khi hồng quang tan đi phong kiếm thần mới có thể nhìn thấy bộ dáng lúc này của diệp tố tố hai mắt nàng nhiễm đỏ tựa hồ bị khắp huyết thao túng chỗ tay cầm chuôi kiếm có hồng quang lượn lờ phong kiếm thần nhìn thanh kiếm trong tay nàng Huyết ngọc là lúc trước ở thượng giới ông ta vô tình có được, xuất xứ không rõ, nhưng tà khí lại cực nặng. Chẳng qua bên trong huyết ngọc có quá nhiều vết dạn và điểm hư hại, nên khi so sánh với các tài liệu thần cấp khác thì không đáng nhắc tới, thế nên ông ta mới lấy ra làm vật khen thưởng. Không ngờ lại cho người chiếm tiện nghi, phong kiếm thần chỉ cảm thấy biến số càng lúc càng lớn, một lần nữa động thủ, dồn toàn lực vào một kích, muốn hoàn toàn chảm diệp tố tố dưới kiếm này. Diệp tố tố cầm kiếm đứng đó, khắp huyết kiếm đang mất khống chế, linh thể nhạy bén nhận ra thần thức nàng đang biến mất nên nổi lên ý đồ muốn thao túng nàng diệp tố tố dùng sức cắn đầu lưỡi dần dần tỉnh táo lại ngón cái của tay trái rạch một đường lên ngón trỏ bắt đầu dùng máu một lần nữa vẽ pháp trận chấn ma thanh tâm lên thân kiếm nhưng khi nàng tốn thời gian ở mặt này thì một kiếm toàn lực của phong kiếm thần đã tới gần nàng gấp rút tránh sang một bên đồng thời cũng dâng lên khiên thần thức nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị một kiếm này đâm trúng ngực khi kiếm đâm trúng diệp tố tố đôi mắt phong kiếm thần hiếp lại có chức hưởng thụ quá trình này, biến số. Thì cứ diệt trừ là xong. Diệp tố tố phun ra một búng máu, tay trái nắm chặt lưỡi kiếm của ông ta không cho nó đâm sâu thêm nữa. Cùng lúc đó, từ trên không trung bỗng nhiên ban ngày hiện lôi, giáng thẳng xuống đầu diệp tố tố. Bị thần kiếm đâm còn chịu thêm lôi kiếp, việc này khiến cho ngay cả phong kiếm thần cũng ngây ngẩn cả người, con nhóc này thật đúng là. Xui xẻo. Phong kiếm thần, trọng minh thần hét lớn một tiếng, đáp xuống đất sông tới ông đã đưa thần khí cho trúc thần hai người liên thủ đối phó liệt khẩu thần sau khi liệt khẩu thần đã thoi thóp thì ông mới quay đầu nhìn tình hình bên dưới vừa lúc thấy diệp tố tố ăn trọn một kiếm vào ngực vì thế liền tức tốc phi thần đáp xuống trúc thần lại chạy sang đối phó với âm thực thần để phật ma thần có thể lập pháp trận đưa ra một đạo thần lực bảo vệ tâm mạch của diệp tố tố tuy nhiên về phần lôi kiếp thì thượng thần như bọn họ cũng không cách nào có thể can thiệp diệp tố tố quỳ một gối xuống đất tay phải nắm chặt khắp huyết kiếm chống đỡ không để bản thân ngã xuống nàng cảm nhận được trong đạo thần lực do phật ma thần truyền vào đang bảo vệ tâm mạch của mình lại ngước mắt nhìn phong kiếm thần đang một lần nữa đánh với trọng minh thần nhưng lúc đó học mỗi chiều mỗi thức của ông ta cho đến khi đạo lôi thứ hai giáng xuống người nàng diệp tố tố giơ kiếm lên trời dùng kiếm dẫn lôi nàng bị đánh sắp chín cả người nhưng cũng không bằng cơ thể đau đớn một lần nữa dẫn lôi làm thành vũ khí của mình xông thẳng về phía phong kiếm thần phong kiếm thần là lấy phong kiếm nhập đạo thành thần Diệp Tố Tố liền học đi đôi với hành, dẫn lôi kiếp thành kiếm, đối phó ông ta. Lôi khởi kiếm sinh, vạn kiếm hiện hình, vô số bóng kiếm lập loài lôi điện trong nháy mắt phóng ra, tránh đi trọng minh thần, lao thẳng đến phong kiếm thần ở đối diện. Phong kiếm thần tuy rằng kinh ngạc với việc Diệp Tố Tố nhiều thủ đoạn, sinh mệnh lại sai rằng đánh mãi không chết nhưng ông ta cũng chẳng sợ chút nào, lôi kiếp cũng chỉ là lôi kiếp của độ kiếp kỳ còn con, chiều thức cũng chỉ là học lỏm từ ông ta mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới đối với chiêu thức tự mình lĩnh ngộ sáng tạo ra phong kiếm thần tất nhiên biết cách hóa giải ông ta nhẹ điểm mũi chân lên mặt đất phi thân xoay tròn giữa không trung kiếm quang hộ thể chặt đứt tất cả lôi kiếm đâm tới chỉ là ông ta không ngờ rằng diệp tố tố không chỉ tung ra mỗi chiêu này mà là chiêu lộ người trong chiêu những bóng lôi kiếm bị chặt gãy không hề tiêu tán mà ngược lại nhân hóa thành hai bóng kiếm một lần nữa xông tới công kích phong kiếm thần lại là một chiêu mà vừa rồi ông ta đã dùng trên mặt phong phần thần xẹt qua tức giận nhưng cũng không khẩn trương chiêu thức của chính mình, ông ta có thể phá giải được toàn bộ. Lúc này Trọng Minh Thần lại thuấn di đến trước mặt Phong Kiếm Thần, tấn công ông ta. Phong Kiếm Thần rốt cuộc thật sự tức giận, chỉ là một tên tân thần quen xuất thân từ luyện khí sư mà thôi, y vào mấy món thần khí cũng dám động thủ với ông ta. Phong Kiếm Thần tung ra mấy chiêu phá chiêu lôi kiếm phân ảnh của Diệp Tố Tố, muốn xông về phía Trọng Minh Thần. Xoẹt! Thanh âm kiếm đâm vào da thịt bỗng nhiên truyền tới. Gương mặt đang tức giận của Phong Kiếm Thần đột nhiên đông cứng lại, trong mắt chỉ còn vẻ mờ mịt, vì sao ông ta lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. Ông chậm rãi cúi đầu nhìn xuống thì thấy trước ngực mình là một lũ ói kiếm đỏ rực như máu, trên thân kiếm còn có không ít thần huyết nhưng rất nhanh liền biến mất không còn, như đã bị hấp thu sạch sẽ. Phong kiếm thần cứng đờ muốn quay đầu, muốn nhìn phía đằng sau, nhưng lại làm không được động tác dù là nhỏ bé này. Kiếm của ông ta không bằng khớp huyết kiếm. Diệp Tố Tố đứng ở sau lưng phong kiếm thần, bởi vì trọng thương nên thanh âm nghẹn ngào sắp không nói nên lời ông đâm ta một kiếm, ta trả lại cho ông một kiếm. Hai chiêu kia bất quá là che giấu mục đích sông tới của Diệp Tố Tố mà thôi. Phong kiếm thần phá giải hai chiêu liên tiếp của Diệp Tố Tố, tâm phòng bị đã hạ xuống không ít, hơn nữa Trọng Minh Thần lại sông tới trước mặt, hơn phân nửa lực chú ý đều dồn lên người Trọng Minh Thần, xem nhẹ sự tồn tại của Diệp Tố Tố. Phong kiếm thần không bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ bị một phàm nhân tính kế. Khắp huyết kiếm tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, điên cuồng hút máu của phong kiếm thần, diệp tố tố đợi một hồi mới rút lợi kiếm ra, sau đó dùng máu của ông ta vẽ trận pháp trên thần kiếm khấp huyết. trọng minh thần ở đối diện lấy ra dây trói thần, trói phong kiếm thần lại. thần sẽ không dễ chết, chúng ta sẽ dẫn bọn hắn trở về thượng giới nhận lấy trừng phạt. diệp tố tố nắm khấp huyết kiếm lui về phía sau, nàng vẫn còn đang ở giữa lôi kiếp, nếu cứ đứng gần thần thì sẽ chỉ làm khí thế của lôi kiếp tăng mạnh mà thôi. nàng bị thần kiếm đả thương. Tuy rằng được Phật ma thần kịp thời bảo vệ tâm mạch nhưng cũng không cách nào có thể giúp nàng khỏi hẳn, càng không cần phải nói trên đầu vẫn còn lôi độ kiếp luôn rình rập không biết khi nào sẽ bổ xuống. Diệp tố tố sớm đã chịu đựng không nổi. Nàng thoát lực ngã xuống đất, tay vô thức buông ra khắp huyết kiếm, trọng minh thần đầy nôn nóng nhìn sang nhưng lại không dám đến gần vì sợ lôi kiếp to hơn xuất hiện. Diệp tố tố không còn nghe thấy thanh âm của trọng minh thần, hơi thở của nàng mỗi lúc một yếu đi, nhẹ đến độ gần như không còn nữa. Khắp huyết kiếm không còn diệp tố tố không chế, cảm giác lại có ma thần suy yếu nên liền lập tức bay về phía liệt khẩu thần, nhân lúc ông ta bị trọng thương mà đâm vào hút máu. Đây rõ ràng là một thanh tạc kiếm. Lúc này trên không, âm thực thần đã bị Phật ma thần và chức thần bước đến đường cùng, lại thấy phong kiếm thần xảy ra chuyện thì hốt hoảng không thôi, bỗng nhiên bà ta lấy ra một ngọc bài màu lam nhạt, bóc nát. Trước khi mọi người kịp phản ứng lại thì bốn vị thần này liên tiếp tự bạo, uy lực tạo ra thiếu chút nữa san bằng tam giới, đất núi rung chuyển dữ dội, cuối cùng vẫn là nhờ Phật ba thần thiết lập lá chắn mới giúp bảo tồn được tam giới. Điên cả rồi, chúc thần đáp xuống, nhíu mày nhìn các hố to trên mặt đất, kính thần, phong kiếm thần, liệt khẩu thần ầm ầm tự bạo biến mất, âm thực thần trên không lại hoàn toàn hóa thành các điểm sáng. Phật ma thần theo sau đó cũng đáp xuống, biểu tình khó coi. Bọn họ chỉ là thoát ly thân thể mà thôi. Trong ngọc bài lam nhạt vừa rồi có chưa khí tức của ngự thần, có thể bảo hộ thần tùy bất diệt, chỉ cần được cung cấp đầy đủ lực lượng sẽ có thể lại tái sinh thần thể. Khí tức của ngự thần, sắc mặt của trúc thần cũng trở nên khó coi, thượng giới cũng giống hạ giới, chia ba bảy loại, đa phần đều là các thần phi thăng lên từ tam giới, nhưng có một phần cực nhỏ là thần do thiên đạo sinh ra, ở thượng giới thần này được xưng là ngự thần, hoàn toàn khác với bọn họ. Trọng minh thần thu lại dây trói thần, nhìn về phía hai vị tân thần còn lại. Thông đạo nối với hạ giới một năm sau sẽ đóng lại. Còn về bốn thần đã tự bạo, thân tùy của bọn họ hiện tại tự do, lại có khí tức của ngự thần tương trợ, ba tân thần không cách nào mang đi được, nhưng một năm sau thông đạo sẽ đóng lại, bọn họ cần phải rời khỏi hạ giới trước thời gian đó. Quan trọng nhất là thượng giới đã giới nghiêm, ba tân thần là đặc phái được cử xuống, những thượng thần khác đã không thể xuống đây được nữa. Ba vị tân thần trầm mặc thật lâu, cuối cùng Phật ma thần mở miệng. Ta có thể sử dụng bí pháp tìm ra vị trí của bọn họ, sau đó tạm thời phong ấn lại, đợi ngày sau khi thông đạo mở lại, chúng ta lại xuống hạ giới giải quyết. Trọng Minh Thần thở dài trong lòng. Không biết ngày sau là khi nào, nếu bọn họ tái tạo thần thể trước thời gian đó thì tam giới nhất định sẽ chịu tao ương. Phong ấn trong bao lâu mới xong, Trúc Thần hỏi. Phật Ma Thần suy tư một lát. Một năm chắc là đủ. Muốn trấn áp một thời gian dài như vậy, còn phải để bọn họ không nhận được lực lượng tầm bổ, cần phải tốn rất nhiều công sức. Lần này xuống đây, hai người mang theo cái gì? Phật Ma Thần hỏi ta cần rất nhiều thứ. Tầm mắt trọng minh thần dừng ở đằng xa, nơi chẳng còn mấy người thiên cơ môn, cố nén bi thương trong lòng, cười cười nói. Ngoại trừ những đồ do ngự thần ban cho, ta vẫn còn không ít thứ tốt. Ta cũng mang theo rất nhiều, Trúc Thần nói. Bọn họ là ba tân thần duy nhất được phê chuẩn xuống hạ giới, sau khi bọn họ trở về sẽ không còn thần nào đi xuống nữa thế nên ai cũng đều mang theo rất nhiều món đồ thần cấp, chuẩn bị phân cho tam giới ta sẽ cố gắng hết khả năng phong ấn bọn họ lại, mấy vạn năm hẳn là không thành vấn đề, Phật Ma Thần nói. Phật Ma Thần gật đầu với hai người, ngay sau đó phi thân lên không, nắm lấy pháp trượng đài sen bắt đầu kết trận bao trùng tam giới, tìm kiếm thần tùy của bốn thần phản bội. Trúc thần nhìn quanh đại điện, có không ít người mà bà quen biết, bà đứng ở giữa, nói rõ chuyện thần phản bội cũng như chuyện ba tân thần sẽ lưu lại hạ giới cho đến khi phong ấn kết thúc. Hai vị trưởng lão còn lại của thiên cơ môn bước ra ngoài đại điện, lại chỉ thấy được trọng minh thần sắc mặt buồn thương nhìn diệp tố tố đang ở giữa lôi kiếp con bé sống không nổi nữa trọng minh thần nặng nề nói đầu tiên là bị thần kiếm gây trọng thương sao lại hao hết toàn lực đâm trúng phong kiếm thần cuối cùng lại tao ngộ lôi kiếp ông có thể cảm nhận được sinh cơ của đệ tử thiên cơ môn này đã tuyệt cùng lúc đó trong điện bồ đệ ở vạn dặm ngoài xa du phục thời vì dẫn đường cho ba tân thần xuống hạ giới mà hôn mê rốt cuộc tỉnh lại ngài tỉnh rồi bồng lai trưởng sử nhìn du phục thời đang nằm giữa bàn âm dương trong chủ điện khàn khàn nói trưởng sử dùng lực lượng của phàm nhân nhìn trộm thần hai lần phải trả một cái giá rất nặng đề này của ông không thể tiến ra được nữa vốn dĩ trưởng sử đã đến cảnh giới độ kiếp hậu kỳ đình cách phi thăng chỉ còn một bước nữa thôi du phục thời chậm rãi mở mắt ra đường tử thoáng hiện lên ánh tím sau đó lại lập tức khôi phục lại màu đen tuyền hắn chống một tay xuống đất chậm rãi ngồi dậy nhìn bồng lai trưởng sử đang đà tọa cách đó không xa mới nhớ tới sự việc phát sinh lúc trước Ngày đó sau khi du phục thời đi theo bồng lai trường sử trở về bồng lai, bước lên chủ điện trên đỉnh bồ đề đại thụ, trường sử liền đạt tọa trong chủ điện, mượn lực lượng của bồ đề thần thụ, bắt đầu tính toán vị trí của trọng minh thần. Nhìn trộm thần, bồng lai trường sử là đại năng độ kiếp hậu kỳ đình, chỉ ké một bước là đã có thể thành thần, ông không có cách nào tính toán ra được lai lịch của Diệp Tố Tố, cũng nhìn không thấu được du phục thời nên dự cảm đã có chuyện xảy ra. Sau khi trở về bồng lai lại còn nhận được dự báo từ bồ đề thần thụ, tam giới dung chuyển dữ dội hơi vô ý sẽ lật úp ngay lập tức bồng lai trưởng sử nhớ tới lời nói của diệp tố tố lại liên tưởng đến bốn vị thượng thần xa lạ quyết định trước tiên tính toán vị trí của trọng minh thần bồ đề là thần thụ là một vị thượng thần xuất thân bồng lai trong một lần trở về đã tặng tông môn làm lễ vật lực lượng phi phàm trưởng sử chấp hai tay lại dâng lên bàn âm dương liên kết với trận âm dương trên mặt đất chủ điện hai tay ông đầy lên cao bàn âm dương cũng theo đó bay lên cao vượt qua đỉnh điện cuối cùng hóa thành vô hình. Nhìn trộm thần không phải là chuyện dễ dàng, bồng lai trường sử mạo hiểm cả tính mạng để tính toán vị trí của trọng minh thần, gương mặt bình thường của ông dần dịn đầy mồ hôi, thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy. du phục thời đứng trong điện đợi một hồi lâu cũng không thấy bồng lai trưởng sử mở bát ra, nhàm chán đi tới đi lui trong điện vài vòng, ánh mắt dừng lại trên trận âm dương đang không ngừng chuyển động trên mặt đất. Cuối cùng cảm thấy hứng thú nên bước vào, ngồi xuống đối diện với trường sử. Diệp tố tố khi nào mới tới đây đón hắn, Du phục thời một tay chống cầm, suy nghĩ miên man, nàng còn chưa trả hắn một bình rượu. Lúc này trường sử bỗng nhiên ngửa ra sau mở to hai mắt, toàn bộ lực lượng của bàn âm dương hội tụ vào trong cơ thể, ông. Thấy rồi, hai tay đặt trên đầu gối của bồng lai trường sử siết chặt, hai mắt mở to đến tận cùng, khóe mắt rách ra ớm máu. Trong làn sương mù mênh mang, ông nhìn thấy trọng minh thần và hai vị tân thần khác đang bị nhốt lại, cả ba đang không ngừng tìm cách phá trận. Lực lượng của bồng lai trưởng sử khiến trọng minh thần chú ý, ông bỗng chốc xoay người lại phát hiện có người đang nhìn trộm thần trọng minh thần giơ tay lên rồi lại thả xuống không đánh tan lực lượng đang nhìn trộm thần này Bùng lai trưởng sử nhìn thấy ông quay sang nói mấy câu với hai vị tân thần còn lại sau đó hai tay đang kết trận của phật ma thần đổi sang một thế khác trọng minh thần và trúc thần song song đặt tay lên vai phật ma thần trong lúc bùng lai trưởng sử vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì ông lại nghe được suy nghĩ của trọng minh thần hoặc nói đúng hơn là thông tin mà trọng minh thần truyền tới chúng ta bị gài bẫy bắt nhốt trên đường xuống hạ giới nếu có tứ thần xuất hiện chớ tin chỉ nghe được một câu này bồng lai trưởng sử không cách nào thừa nhận thêm lực lượng của thần được nữa quá trình nhìn trộm thần vì thế cũng kết thúc nguyên thần bị bắn ngược trở về trong cơ thể đau đớn kịch liệt cuồn cuộn ập đến khiến cho bồng lai trưởng sử thật lâu mới có thể thanh tỉnh lại ông nhớ tới câu nói kia của trọng minh thần lại cắn răng bấm tay tính toán vậy mà lại phát hiện thế lật ụp của tam giới đã cận kề hạ giới đã lung lai sắp đổ liên tưởng đến bốn vị thượng thần trong đại hội tam giới, sắc mặt bồng lai trưởng sử liền trắng bệch. Không kịp nữa rồi sao? Tuy nhiên, vào ngay lúc này, thanh âm của du phục thời đột nhiên vang lên. Ta muốn đi tìm diệp tố tố. Bồng lai trường sử giật mình sửng sốt, đôi mắt vẫn còn chảy máu chậm rãi nhìn về phía du phục thời. Ngươi! Tiến vào khi nào? Trận pháp âm dương trong chủ điện bồ đề thần thụ một khi bắt đầu vận chuyển, trừ khi là ông dẫn người tiến vào, nếu không sẽ không ai có thể vào được bởi vì sau khi tiến vào liền có nghĩa sẽ ảnh hưởng đến nhân quả du phục thời nghĩ nghĩ nói lúc ngươi ngẩn mặt lên nhìn trời bồng lai trường sử ngạc nhiên không thôi yêu chủ nếu ngài đã có thể tiến vào vậy có thể cùng ta nhìn trộm thần một lần nữa có được không du phục thời là yêu chủ thực lực nhất định không thể khinh thường ít nhất bồng lai trường sử nhìn không ra cảnh giới của hắn nếu có thể có được sự trợ giúp của hắn một lần nữa nhìn trộm thần để thay đổi kết quả sắp diễn ra có lẽ có thể phá được cục diện này giờ khắc này Bồng lai trường sử đã vứt đại giới phải trả khi một lần nữa nhìn trộm thần ra sau đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần có thể để ba vị tân thần xuống được hạ giới, có lẽ sẽ có thể vãn hồi được thấy cục lật úp của tam giới. Sau khi nhìn trộm thần xong, là có thể đi tìm Diệp Tố Tố sao? Du Phục thời hỏi. Bồng lai trường sử do dự một lát, gật đầu. Nếu yêu chủ liên thủ với ta dẫn thần hạ phàm, hẳn là sẽ có thể nhìn thấy Diệp Tố Tố. Du Phục thời nghe vậy thì đồng ý. Bồng Lai Trường Sử một lần nữa khởi động trận âm dương, lần này ông không lấy thọ bệnh làm đại giới nữa mà là dùng cơ hội tiến giai của đời này làm đại giới. Đối diện với đại nạn sắp buông xuống, việc phi thăng của cá nhân không còn nằm trong ưu tiên của Bồng Lai Trường Sử. Ông dựng lên một đường đi nhìn trộm thần, mang theo thần thức của Du Phục thời một lần nữa đi gặp ba vị tân thần đang bị nhốt. So với Bồng Lai Trường Sử chỉ thấy mọi thứ mơ hồ thấp thoáng trong một mảnh sương mù dày đặc thì Du Phục thời lại có thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, trước mắt là một thông đạo dài như được đục ra từ khối băng trong suốt, mà giữa thông đạo đó lại có ba người xa lạ đang bị giam cầm không đi đâu được. Nhóm người Phật Ma Thần cảm nhận được thần thức của Du Phục Thời, thần thức của Du Phục thể hiện ra một bàn sao y đúc người hắn, xuất hiện hoàn chỉnh trước mắt bọn họ. Ba vị tân thần trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác, bởi vì Du Phục Thời không giống thượng thần, cũng không giống người hạ giới, thế nhưng thần thức lại có thể xuất hiện trong thông đạo. Ngươi là người phương nào?" Trọng Minh thần cố gắng giao lưu với Du Phục Thời. Lần trước ông không cách nào có thể trực tiếp nói chuyện với bồng lai trường sử được vì trường sử không xuất hiện ở trong thông đạo, gần như chỉ là một tên thần thức. Trên người hắn có thần thức của bồng lai trường sử, Phật ma thần nói, bọn họ là tân thần vừa mới phi thăng nam trong gần đây, đều quen biết với bồng lai trường sử, vì thế nên lần vừa rồi trọng minh thần cũng tùy ý để trường sử nhìn trộm thần. Yêu chủ, ngài có thể phá vỡ trận pháp đang vây khốn ba vị thượng thần, dẫn bọn họ xuống hạ giới được không? Du phục thời nghiêng đầu suy tư gì đó, thanh âm của bồng lai trưởng sử truyền đến từ đằng xa hẳn là ông đang nói chuyện với thân thể của hắn trong đại điện không do dự thêm chút nào du phục thời lập tức bước đến trước màn ánh sáng tạo nên từ trận pháp đang giam giữ ba tân thần vươn ra một ngón tay chấm nhẹ vào trên màn chậm rãi kéo ra một vết rách sau đó lại kéo dài vết rách sang hai bên trực tiếp vẽ ra một cánh cửa hắn nhẹ chạm vào giữa cửa màn ánh sáng liền sập vào bên trong theo hình cánh cửa đó trọng minh thần lập tức xuất hiện bên ngoài màn sáng hai vị tân thần còn lại cũng theo sát sau đó bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía du phục thời nhưng còn chưa đợi bọn họ lên tiếng nói gì thì du phục thời bỗng nhiên biến mất trong thông đạo bồng lai trường sử đã chịu đựng không nổi nữa chúng ta đi trọng minh thần dẫn đầu chạy xuống hạ giới bốn thượng thần gài bẫy nhốt bọn họ lại nhất định là có mục đích gì đó nhất định không thể để bọn họ thực hiện được lúc này thần thức của du phục thời cũng đã trở về thân thể đập vào mắt hắn chính là mái đầu bạc trắng của bồng lai trường sử gương mặt bình thường kia dù nhìn không ra dấu vết gì nhưng khí tức suy bại không cách nào có thể che giấu được du phục thời nhìn chằm chằm một hồi vẫn không hiểu rõ mọi chuyện lắm chỉ thấy vốn dĩ trên người bồng lai trường sử có một sợi khí tức màu tím quấn quanh nhưng nay nó đã hoàn toàn biến mất phá vỡ được rồi bồng lai trường sử nở một nụ cười ông nhìn về phía du phục thời nói đa tạ yêu chủ thế cục lật út của tam giới mặc dù chưa giảm bớt nhưng đã dừng lại ta mệt Du Phục Thời chỉ nói như vậy một câu, sau đó liền ngã xuống đất ngủ mất, hoặc có lẽ nói ngủ đông thích hợp hơn. Bồng Lai trưởng sử vẫn luôn ngồi ở chủ điện, chăm sóc Du Phục Thời cho đến khi hắn tỉnh lại. Lúc này, khi tính toán vận số Tam Giới một lần nữa, thế cục lật úp cuối cùng cũng đã được hóa giải nhưng Bồng Lai trưởng sử lại phát hiện Tam Giới vẫn chưa hoàn toàn ổn định, có một góc khẽ có vết sạn. Diệp Tố Tố, Du Phục Thời tỉnh táo lại, bỗng nhiên rất muốn gặp nàng, đứng dậy nói với Bồng Lai trưởng sử ta muốn đi tìm nàng. Bồng lai trưởng sử cũng đứng dậy. Ta đi với yêu chủ. Trọng minh thần đứng bên ngoài đại điện, trúc thần và những người khác cũng từ trong điện đi ra, đứng ở sau lưng ông, tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người Diệp Tố Tố ở cách đó không xa. Đa phần mọi người ở đây đều chưa từng tiếp xúc qua với Diệp Tố Tố, trước đó thậm chí còn không biết tên nàng là gì. Nhưng trải qua một loạt biến hóa bất tình lình không ai nghĩ tới, khi bọn họ không cách nào có thể chống cự lại các thượng thần thì Diệp Tố Tố đã cầm thanh kiếm chính mình luyện chế, giết hai vị thượng thần. Mọi người trầm mặc nhìn thân ảnh ngã xuống ở đằng kia. Chẳng qua tiểu cô nương đã phải. Trả giá bằng cả sinh mạng. Còn có thiên cơ môn. Không chỉ riêng trưởng môn và các trưởng lão hình thần đều tan biến, ngay cả ba vị đệ tử có thiên phú nhất cũng hy sinh, lần này tử thương thảm trọng nhất chính là thiên cơ môn. Không khỏi khiến cho mọi người cảm thấy tiếc thương. Sắc mặt trọng minh thần nặng nề, tuy ông không quen biết diệp tố tố nhưng ông đã chứng kiến được sự lợi hại của tiểu cô nương này, thậm chí không cần nhắc đến thời gian, chỉ cần con bé không bị thương nặng đến như vậy, không bao lâu sau nhất định sẽ có thể phi thẳng. Đây đệ tử của thiên cơ môn bọn họ đó. Trong lòng trọng minh thần vừa kiêu ngạo lại khổ sở khi bản thân chỉ có thể đứng nhìn đệ tử thiên phú bậc này của bồn tông từ từ chết đi. Thật đáng tiếc, trúc thần đứng bên cạnh lắc đầu nói. Khi bọn họ đang thương cảm không thôi, từ không trung lại bổ xuống một đạo lôi kiếp đánh thẳng xuống người diệp tố tố. Một đạo này rõ ràng chỉ là huyền thiên lôi của độ kiếp kỳ, thế nhưng hai vị thượng thần lại cảm nhận được trong đó ẩn chứa thần ý, thường nghe lôi kiếp của trời sinh thức hải khác với người thường tuy nhiên đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến lôi kiếp của người có trời sinh thức hải nhưng mà có thể nói đạo huyền thiên lôi này đã áp xuống cọng rơm cuối cùng trên người diệp tố tố khi nó giáng xuống diệp tố tố hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa lãnh chọn đạo lôi này thức hải trong cơ thể hoàn toàn ảm đạm xương cốt đứt gãy cũng không thể kịp thời chữa trị vì thế một sợi sinh cơ nhàn nhạt, nhạt còn sót lại cũng hoàn toàn đứt đoạn mệt mỏi quá Lúc này thật ra Diệp Tố Tố đã không còn cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể, nàng chỉ cảm thấy sự mỏi mệt tích tụ đã lâu trong người hoàn toàn bộc phát, nàng ngơ ngẩn nhìn bầu trời xanh thẳm, cuối cùng nhắm mắt lại, hô hấp mỏng manh cũng hoàn toàn tiêu tán. Sau khi đạo lôi bổ xuống, Trọng Minh Thần và Trúc Thần đứng đằng xa lập tức cảm nhận được sinh cơ của Diệp Tố Tố đã đoạn tuyệt. Bầu trời của nơi tam giới giao nhau vạn dặm không mây, không trung xanh tham thầm, như ngọc bích được gột rửa qua, nhìn không có điểm nào giống như bên dưới đã từng phát sinh một trận chém giết thảm thiết, lôi kiếp tựa hồ cũng đã biến mất. Người đã chết, lôi kiếp tất nhiên sẽ không giáng xuống nữa. Ta trở về với mọi người, trọng minh thần quay đầu nói với hai vị trưởng lão còn lại của thiên cơ môn, trong thanh âm xấu không được buồn thương. Nghe một câu này của ông, mọi người chung quanh trong nháy mắt liền hiểu rõ, diệp tố tố đã không thể cứu. Thiên cơ môn lần này chịu tổn thất nghiêm trọng, thân là tiền trưởng môn thiên cơ môn, trong minh thần phải về tông môn xử lý các sự vụ, ít nhất trước khi đi phải dàn xếp tốt mọi việc trong thiên cơ môn. Yêu chủ Bồng lai trường sử dẫn du phục thời đi vào đại điện, chỉ thấy đại điện đã sụp hơn phân nửa, khắp nơi trong điện đất đá hỗn độn nhưng lại không thấy một bóng người. Còn chưa đợi ông bấm tay tính toán đã xảy ra chuyện gì thì du phục thời đã nhấc bước chạy nhanh ra ngoài, bồng lai trường sử chỉ có thể vừa đuổi theo vừa hô to. Động tĩnh của hai người thu hút sự chú ý của mọi người bên ngoài điện, ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn. Yêu chủ Yêu chủ, người của ma giới và tu chân giới không biết du phục thời, nhưng các yêu vương của yêu giới vừa nhìn thấy du phục thời từ trong đại điện chạy ra thì tức khắc giật mình trợn tròn mắt. Quy vương không phải nói yêu chủ đang bế quan sao. Các yêu vương đồng loạt nhìn sang quy vương, quy vương lại ngừng đầu nhìn trời, không nhìn ai hết. Ánh mắt du phục thời đảo qua mọi người chung quanh, lại không nhìn thấy người mà hắn muốn gặp. Diệp tố tố không có ở đây, du phục thời xoay người nói với bồng lai trưởng sử vừa đổi tới, hắn đã nhìn hết những người ở đây, nhưng không phát hiện ra nàng. Là ngươi, trúc thần đi tới, lúc ở trong thông đạo xuống hạ giới bà đã gặp qua du phục thời, nếu không có hắn thì màn sáng giam giữ ba tân thần sẽ không có cách nào mở ra được. Du phục thời quay đầu nhìn thoáng qua trúc thần, không quen, không để ý. Trúc thần cũng không tức giận, bà còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thấy du phục thời cúi đầu lục túi càn khôn. Du phục thời lấy ra truyền tin Ngọc Điệp, Diệp Tố Tố từng nói có thể dùng cái này tìm nàng. Tuy nhiên qua một hồi lâu, diệp tố tố cũng không xuất hiện du phục thời không biết vì sao trong lòng hắn lại dâng lên sự nôn nóng không rõ ngón tay siết chặt truyền tin ngọc điệp thậm chí bởi vì dùng sức quá mức mà đầu ngón tay trở nên trắng bệch nàng rõ ràng đã đồng ý với hắn sẽ đi ra ngoài chơi với hắn nàng còn thiếu hắn một bình rượu trọng minh thần chậm rãi đi tới hỏi ngươi muốn tìm diệp tố tố ngươi biết nàng ở đâu sao du phục thời lập tức quay ngoắt qua nhìn thẳng vào mắt trọng minh thần trọng minh thần nghiêng người nhìn về bóng dáng nằm trên mặt đất ở đằng xa. Diệp tố tố ở bên kia. Du phục thời ngần ra, sự mờ mịt trong mắt càng đậm hơn, vì sao Diệp tố tố lại nằm trên mặt đất một mình, những người này đứng tụm lại ở đây làm cái gì? Tiểu cô nương bị phong kiếm thần gây trọng thương, lại trải qua lôi kiếp, độ kiếp thất bại, trọng minh thần ngừng một chút mới nói tiếp. Diệp tố tố. Đã chết. Phật ma thần có thể giúp nhóm người trương phong phong hình thần đều diệt có thể chuyển sinh, nhưng vừa rồi ông đang kết trận tìm kiếm thần tùy của tứ thần, không cách nào có thể phân thân sang bên này, nên trong nháy mắt bỏ lỡ đó, mặc dù là thượng thần cũng không cách nào có thể cứu sống Diệp Tố Tố. Bùng lai trường sử đứng đằng sau hít sâu một hơi, ông tính toán ra được thế cục lật úp của tam giới, nghĩ rằng các đại năng của tam giới hẳn là đã bị thương rất nặng, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Tố Tố sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì khí vận của Diệp Tố Tố rõ ràng có mối liên kết với tam giới, nếu tiểu cô nương đã chết, vì sao thế lật út của tam giới lại ngừng lại khi trọng minh thần nói xong câu cuối cùng du phục thời chỉ cảm thấy hai tay như bị bao phủ một loạt các âm thanh chát chúa cái gì cũng không nghe rõ nữa diệp tố tố chết là ý gì hắn giơ hai tay che lỗ tai lại thanh âm chói tai mới dần dần biến mất yêu chủ bồng lai trưởng sử bước tới gọi một tiếng muốn nói chuyện với du phục thời du phục thời lại không màng đến ông hắn buông tay sau đó lập tức bước nhanh về phía đằng xa đó hắn không tin diệp tố tố sẽ chết nàng lúc nào cũng lợi hại như vậy, giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng không làm khó được nàng. Từ bước nhanh chuyển thành thuấn di đến bên người Diệp Tố Tố. Du phục thời cúi đầu nhìn Diệp Tố Tố nằm trên mặt đất, cả người nàng không có chỗ nào sạch sẽ, không chỉ riêng vết máu lẫn lộn với bụi đất mà thậm chí đôi tay do trải qua lôi kiếp đã có chút trái đen. Du phục thời ngồi xuống bên người nàng, đầu ngón tay triệu hồi ra linh lực, giúp Diệp Tố Tố dọn sạch vết bẩn trên mặt, trên người và trên tay. Làm xong hết những chuyện này hắn mới nhẹ nhàng đẩy đầy Diệp Tố Tố, nhỏ giọng nói, ta không cần ngươi trả rượu nữa, ngươi tỉnh lại đi. Diệp Tố Tố nằm trên mặt đất, không hề phản ứng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã không còn. Du Phục thời lại giống như không phát hiện ra, chỉ cho rằng Diệp Tố Tố chỉ là đang ngủ mà thôi. Hắn ngồi ở bên cạnh gọi nàng. Đại sư tỷ, hai mắt hắn mở mịt, không biết vì sao ngược lại cảm thấy rất nặng nề, chua xót, còn rất khổ sở. Du Phục thời cúi đầu, rưỡi tay nắm lấy tay Diệp Tố Tố, tay nàng đã trở nên lạnh lẽo không còn ấm áp giống như trước kia khi nắm tay hắn dạy hắn viết chữ đừng ngủ du phục thời vẫn nhỏ giọng nói chuyện với diệp tố tố về sau ta sẽ không ra ngoài chơi nữa sẽ chăm chỉ luyện chữ cũng sẽ đọc sách gió nhẹ thổi qua gương mặt du phục thời khiến vài sợi tóc mai theo đó nhẹ bay hắn bỗng nhiên có cảm giác nếu diệp tố tố thật sự không tỉnh lại sẽ không còn có ai đối tốt với hắn vô điều kiện nữa sẽ không còn ai kiên nhẫn giải thích mọi chuyện cho hắn sẽ không còn ai cho hắn quần áo xinh đẹp hay cây châm tinh xảo cũng sẽ không còn ai nhìn hắn với ánh mắt chỉ cần hắn mở miệng, cái gì cũng sẽ đều cho hắn nữa. Đang lúc du phục thời cuối đầu nhắm chặt hai mắt, bàn tay hắn đột nhiên bị nắm lại. Chuyện đã đồng ý với đệ diệp tố tố cố hết sức mở mắt ra, khẽ nghiêng mặt nhìn du phục thời, cười nói. Nhất định sẽ làm được. Đôi mắt xinh đẹp của du phục thời mở to, trong nháy mắt ngồi thẳng người lại, nhìn chăm chăm diệp tố tố, có chút không thể tin nổi nói. Ngươi tỉnh rồi. Ừ. Khoảnh khắc khi sinh cơ đoạn tuyệt, Diệp Tố Tố thật sự đã mất đi tất cả ý thức, không còn biết gì về chung quanh nữa, nhưng sinh cơ đoạn tuyệt lại khiến cho cửu chuyển hồi hồn đan trong cơ thể nàng bắt đầu có tác dụng. Cửu chuyển hồi hồn đan không thua gì thần khí, ai ăn vào cũng sẽ có cái mạng thứ hai, tuy nhiên mạng thứ hai này cũng chỉ có khoảnh khắc khi sinh cơ đoạn tuyệt mới nổi lên tác dụng. Từ lúc du phục thời chạy tới, đến khi nhẹ lai nàng bắt đầu nói chuyện thì ý thức của Diệp Tố Tố đã trở lại thân thể, hiệu quả của cửu chuyển hồi hồn đan bắt đầu lan rộng đầu tiên là chữa trị thức hải của nàng. Chẳng qua thương tích của Diệp Tố Tố là do thượng thần gây ra, tốc độ chữa trị cũng không thể mau được, nàng nỗ lực thoát ra khỏi bóng tối, vừa tỉnh lại liền đáp lời Du Phục Thời. Du Phục Thời nắm chặt tay Diệp Tố Tố, nỗi đau khổ ngây ngốc của hắn dần biến mất, nhanh nhỏ nghiêm túc tranh công. Ta đã giúp người chỉnh trang cả người sạch sẽ. Diệp Tố Tố chỉ là tỉnh lại, thân thể còn chưa thể nhúc nhích, nàng nằm đó ánh mắt mang theo ý cười. Ừ, đệ thích sạch sẽ nhất. Du Phục Thời nhìn thấy Diệp Tố Tố tỉnh lại, còn có thể nói chuyện với hắn thì rất vui vẻ, nhớ lại tình hình vừa rồi, hắn vuốt vuốt ngực mình nói. Vừa rồi chỗ này rất khổ sở, phong cách thẳng thắn của tiểu sư đệ thật đúng là chưa bao giờ thay đổi. Diệp Tố Tố nằm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Du Phục Thời, bỗng nhiên nói. Lúc trước đệ nói không sai, ta thích đệ. Du Phục Thời ngơ ngẩn nhìn nàng, nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ hồi lâu, như bị cái gì đó làm khó. Diệp Tố Tố cho rằng hắn không hiểu rõ, định thế thôi không tiếp tục câu chuyện này nữa vừa lúc thức hải đã có thể vận chuyển nàng liền hấp thu linh lực chữa trị những đoạn xương gãy ở ngực cũng như xương tay xương chân chậm rãi ngồi dậy diệp tố tố sống lại chúc thần ở đằng xa cả kinh khẽ hô ngay cả thượng thần như bọn họ đều cảm thấy sinh cơ của diệp tố tố đã đứt vừa rồi rõ ràng đã chết làm sao lại có thể sống lại trọng minh thần tuy rằng cũng không rõ lý do vì sao nhưng một đệ tử của thiên cơ môn có thể sống lại thì trong lòng của ông tất nhiên là vui mừng không thôi bồng lai trường sử ở bên cạnh lại thở phào một hơi nhẹ nhõm ông tính toán không sai diệp tố tố có cùng một nhịp thở với sinh cơ của tam giới tiểu cô nương còn sống thì hẳn là sẽ không có việc gì nữa tuy là nghĩ như vậy nhưng bồng lai trường sử lại muốn mở thiên nhãn một lần nữa quan sát khí vận hiện tại của diệp tố tố trường sử trong minh thần đè lại tay của bồng lai trường sử hai lần nhìn trộm thần đã khiến ông trả giá bằng việc đời này không có cách nào có thể phi thăng đồng thời thọ mệnh cũng giảm bớt nếu chỉ mới cách một thời gian ngắn mà ông lại một lần nữa mở thiên nhãn thì thọ mệnh của trường sử sợ là sẽ không còn bao nhiêu. Bồng lai trường sử cố rút tay ra, nghiêm túc nói. Thượng thần, có một số việc ta vẫn cần phải xác nhận. Nếu tính theo tuổi tác và bối phận thì bồng lai trường sử thật ra là trường bối của trọng minh thần. Trước khi trọng minh thần phi thăng thì ông đã sớm đạt đến cảnh giới độ kiếp hậu kỳ đình. chấp trường bồng lai. Trọng minh thần nhìn chăm chằm vào bồng lai trường sử, cuối cùng buông lòng tay bồng lai trường sử một lần nữa mở ra thiên nhãn nhìn về phía diệp tố tố vừa ngồi dậy làng ra. khí vận của tiểu cô nương quả nhiên dây dưa với tam giới càng thêm chặt chẽ hơn nữa có một sợi ánh tím trên người nàng vẫn luôn quẩn quanh du phục thời thậm chí có xu hướng quấn mỗi lúc một chặt hơn đây vẫn là lần đầu tiên bồng lai trường sử nhìn thấy thứ có liên quan đến du phục thời nhưng ông cũng chỉ có thể nhìn thấy được bấy nhiêu đó sau đó ông nhắm nghiền hai mắt lại khi mở ra một lần nữa thì hai mắt đã biến thành màu xám trắng hai mắt của bồng lai trường sử rốt cuộc đã không thể nhìn thấy gì nữa trường sử giọng nói của trọng minh thần văng lên bên tai ông không sao bồng lai trường sử cười cười đáp khi quyết định mở thiên nhãn một lần nữa thì ông đã chuẩn bị tâm lý cho mọi việc sẽ xảy ra bên kia du phục thời rốt cuộc lấy lại tinh thần nghiêm túc nhìn về phía diệp tố tố hỏi thẳng người thích ta là thích theo loại song tu đúng không ban đầu khi học chữ Diệp Tố Tố đã giải thích với Du Phục Thời là thích có nhiều loại thích, không thể nói tùy tiện. Hiện tại sau khi Du Phục Thời nghe Diệp Tố Tố nói những lời này thì liền theo bản năng bắt đầu tự hỏi, nàng nói là loại thích nào, suy nghĩ một hồi lâu vẫn không ra, cuối cùng quyết định hỏi thẳng. Diệp Tố Tố nghe hắn hỏi như vậy thì ý cười trong mắt càng đong đầy hơn, cũng trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy, không biết vì sao mặt Du Phục Thời có chút nóng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ nhưng bàn tay nắm tay Diệp Tố Tố lại không hề buông ra. Ta, cũng thích nàng, du phục thời nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, hắn nhìn Diệp Tố Tố. Lúc trước nàng lừa ta, trước đó hắn hỏi Diệp Tố Tố thích hắn, muốn song tu với hắn đúng không nàng lại không thừa nhận. Thức hải trong cơ thể Diệp Tố Tố dần sáng lên, sinh cơ cũng khôi phục, những đoạn xương gãy cũng đã được chữa trị tốt, nàng đánh giá nét mặt của du phục thời, tựa như biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì, nên nói. Ta chưa bao giờ phủ nhận mà. Du phục thời ngần ra, hắn mới thoát rốt không bao lâu, làm sao biết được trò chơi chữ này nghe diệp tố tố nói như vậy thì lại cảm thấy nàng nói đúng nhưng sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy mình bị lừa tuy nhiên hắn cũng rất nhanh phất chuyện này ra sau đầu bởi vì diệp tố tố bỗng nhiên học ra một búng máu du phục thời cuốn quýt giơ tay lau đi vết máu bên môi nàng ngoài ra không ngừng lặp đi lặp lại một câu. nàng đừng ngủ diệp tố tố điên cuồng ho ra máu khụ nửa ngày mới dừng lại nàng bắt lấy cánh tay du phục thời cố gắng bình ổn hơi thở trấn ăn hắn nói là không sao, không ngủ, chỉ là ho ra máu bầm trong cơ thể mà thôi. Du phục thời nhíu chặt hai mày, tất nhiên là không tin. Diệp Tố Tố chậm rãi đứng lên, ý chỉ mình đã đỡ hơn rồi. Mọi người ở đằng xa cũng ùn ùn kéo tới. Trọng Minh thần nhặt lên bình đan dược mà trước đó ông ném cho nàng, mở nắp bình đổ ra một viên đan dược đưa cho Diệp Tố Tố. ăn vào sẽ khỏi nhanh hơn. Diệp Tố Tố cảm ơn ông một tiếng, ngửa đầu nuốt xuống đan dược. đây là đan dược của thượng giới, tất nhiên tốt hơn đan dược ở hạ giới rất nhiều vừa nuốt xuống thì liền nhanh chóng tan ra, hình thành một cổ đan khí du tàu khắp lục phủ ngũ tạng, chữa trị nội thương. Cấp bạc của đan dược này quá cao, con còn chưa phi thăng, không nên ăn quá nhiều, trọng minh thần đưa bình đan dược cho Diệp Tố Tố. Cất đi để về sau lại dùng. Đa tạ sư tổ, Diệp Tố Tố đảo mắt nhìn qua mọi người, không thấy sư phụ và các sư đệ sư muội, ngay cả hình trưởng lão cũng. Không thấy. Trong nhóm người đan tông đột nhiên có một người bước ra, Giơ tay muốn chạm vào Diệp Tố Tố, Du phục thời lập tức phản ứng muốn đẩy tay hắn ra, nhưng bị Diệp Tố Tố ngăn lại. "Ta giúp ngươi kiểm tra cơ thể một chút, người nọ có vẻ ngoài tầm hơn 30 tuổi, hắn tiến tới chỉ nói một câu như vậy, ngươi có vẻ kiệm lời." Hắn là Đan Tông Thánh thủ, Tông chủ Hợp Hoan Tông đứng bên cạnh giải thích. "Thiện y." Thiện y bắt mạch cho Diệp Tố Tố, khi thì nhíu mạch, khi khi hoang mang, thật lâu sau mới buông tay nói. "Thân thể người đó phục hồi rất nhanh." sẽ không có việc gì, nhưng trước kia người có từng ăn qua cái gì không? Trong cơ thể nàng không có linh phủ, chỉ có một mảnh thức hải bàng bạc chảy xuôi, lúc trước rõ ràng sinh cơ đã đoạn tuyệt nhưng lại có thể sống lại, thật sự quá ngoài sức tưởng tượng. Diệp tố tố cũng không che giấu. Cửu chuyển hồi hồn đan. Mấy chữ này vừa nói ra, mọi người chung quanh tức khắc xôi trào. Trong tam giới vậy mà thật sự có cửu chuyển hồi hồn đan. Ai lại có thể luyện chế ra cửu chuyển hồi hồn đan thế? ngay cả đan tông thánh thủ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi hiển nhiên hắn không nghĩ tới đáp án của diệp tố tố lại là cửu chuyển hồi hồn đan hắn hỏi xin hỏi là do vị đại năng nào luyện chế ra diệp tố tố lắc đầu ta không biết đan tông thánh thủ tức khắc thất vọng nghĩ thầm hẳn là cơ duyên mà diệp tố tố vô tình gặp được trong tay hắn hắn có nửa quyền thư tịch về cửu chuyển hồi hồn đan nhưng đan dược cao cấp như thế này có nửa quyền cũng vô dụng mặc dù hắn đã thử nghiệm trong nhiều năm nhưng vẫn mãi thiếu một số tài liệu bấu chốt Tuy nhiên Diệp Tố Tố nhìn Đan Tông Thánh Thủ nói. Ta có biết một vài loại tài liệu được dùng trong đó. Lần đó trong luân chuyển tháp, sau khi nuốt xuống cửu chuyển hồi hồn đan, nàng có thể nếm ra được vị của vài loại dược liệu, dù sao hương vị của vài loại đó quá đặc thù. Đan Tông Thánh Thủ hai mắt sáng người, hận không thể ngay lập tức bắt Diệp Tố Tố nói ra cho mình nghe, nhưng hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Diệp Tố Tố buông tay du phục thời, lấy ra một tờ giấy từ trong túi càn khôn, viết xuống tên của mấy loại dược liệu đó, giao cho đan tông thánh thủ đan tông thánh thủ gấp cáp nhận lấy vừa nhìn liền lâm vào tình trạng si cuồng miệng không ngừng lẩm bẩm không ngờ lại là mấy thứ này khi lực chú ý của mọi người còn đang tập trung trên người diệp tố tố và đan tông thánh thủ thì du phục thời đột nhiên ngửa đầu nhìn lên không trung trúc thần vẫn luôn chú ý du phục thời nên cũng nhìn lên theo tầm mắt của hắn vừa nhìn thì sắc mặt bà lập tức trở nên khó coi thấp giọng nói làm sao có thể trọng minh thần nghe vậy cũng nhìn lên không trung sắc mặt đại biến thuật cấm ngôn của ngự thần. Từng chùm tia ánh sáng tím không ngừng rơi xuống từ trên không, giống như pháo hoa rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi trong tam giới. Diệp Tố Tố còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi nghe lời nói của Trọng Minh thần thì lập tức há miệng muốn nói về chuyện hư ảnh thần ở vạn nam sao, nhưng lại phát hiện mình không thể nói nên lời. Cấm ngôn chính là phát sinh vào lúc này sao? Thuật cấm ngôn của ngự thần, thế nên là có ngự thần nào đó ở thượng giới cấm không cho bọn họ nói cho người đời sao biết về những chuyện này. Diệp Tố Tố lại nhớ tới thông đạo từ thượng giới xuống hạ giới một năm sau sẽ đóng cửa, thượng giới. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể đột nhiên ra quyết định như thế. Phải nhanh chóng trấn áp xong thần tùy của bốn thượng thần để chúng ta cũng sớm về thượng giới. Trúc thần quay đầu nói với trọng minh thần, hiển nhiên là bà đã nghẹn một bụng câu hỏi về những việc liên tiếp xảy ra. Từ lúc bắt đầu đi xuống hạ giới, tất cả mọi việc xảy ra đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trọng minh thần gật đầu. Chỉ mong Phật ma thần nhanh chóng tìm ra thần tùy chấn áp bọn họ. Lần chư thần chi chiến lần này, theo mọi người có mặt tại hiện trường trở về bồn tông mà dần dần truyền khắp nơi trong tam giới, nhưng mọi người chỉ có thể kể lại thông qua khái niệm thần vẫn, nội dung cụ thể không ai có thể nói ra được, thậm chí vết ra cũng không thể. Trọng minh thần trở về thiên cơ môn một thời gian ngắn, vì ông đã là thượng thần, không thể ở một tông môn nào đó quá lâu, chỉ có thể thỉnh thoảng ghé ngang một lần. Trưởng môn và các trưởng lão, cùng với ba vị đệ tử có thiên phú nhất đều hy sinh, đây là một tả kích lớn chưa từng có đối với thiên cơ môn trọng minh thần kiểm tra thiên cơ môn từ trên xuống dưới quyết định để diệp tố tố tạm thời quản lý các sự vụ của tông môn ông cùng với trúc thần đi tìm phật ma thần ba tân thần, thần cuối cùng cũng tìm ra thần tùy của bốn thần phản bội bắt đầu ra tay lập trận chấn áp diệp tố tố muốn báo cho bọn họ biết rằng nàng sẽ phi thăng thành thần rời khỏi đây nhưng việc đó cũng không cách nào có thể nói ra được nên cũng chỉ đành từ bỏ nàng sẽ tạm thời quản lý các công việc trong thiên cơ môn sau đó một lần nữa tiến dài đợi sau khi trưởng môn mới được lập thì sẽ rời đi. Khắp huyết kiếm bị Diệp Tố Tố mang về thiên cơ môn, chẳng qua tà tính của nó khó sửa, thường xuyên muốn uống máu, hơn nữa còn phi thường kén chọn, chỉ thích máu của đại năng, thậm chí có lần trọng minh thần ghé qua nó còn dám dục dịch muốn xuống tay với ông. Con đi bồng lai xin một miếng vỏ cây bồ đề đi, trọng minh thần ngăn cản công kích của khắp huyết kiếm, nói với Diệp Tố Tố. Nếu ta nhớ không lầm thì lấy lớp vỏ ở giữa bồ đề thần thụ làm vỏ kiếm có thể trừ tà tránh ma, huyết ngọc là tài liệu cấp thần vừa vạn bồ để cũng là thần thụ có thể cân bằng diệp tố tố vừa mới xử lý xong dự vụ của thiên cơ môn bước vào đại điện nghe ông nói vậy thì tầm mắt dừng trên thân kiếm đỏ như máu của khóc huyết kiếm suy nghĩ một hồi gật đầu đồng ý nó xác thật quá mức tả khí chúng ta đã tìm được thần tủy của thần phản bội trọng minh thần nói tiếp phật ma thần muốn chấn áp bọn họ trong các tiểu bí cảnh trong tu chân giới bên trong đó linh khí thừa thớt lại thường xuyên di động không ở một chỗ cố định ngày sau các tu sĩ có tiến vào thì tu vi cũng không thuộc loại cao, như thế sẽ tương đối an toàn. Diệp tố tố, cảm giác số mệnh đã sắp đặt sẵn càng thêm mãnh liệt. Nàng thường mở miệng muốn thuyết phục ba thần thay đổi chủ ý. Nhưng tất cả có thể làm lại là đứng im không thể nhúc nhích nghe trọng minh thần nói chuyện, căn bản không thể nói ra lời. Trúc thần đang tìm kiếm tiểu bí cảnh thích hợp, trọng minh thần lấy ra một quyển trục đưa cho Diệp Tố Tố. Còn cái này bà ấy bảo là cho con. Diệp Tố Tố nhận lấy quyển trục, chậm rãi mở ra, quyển trục này nàng không thể nào quen hơn. Quyển trục này tên là Vạn Cảnh Thông, giống như tên gọi, trong tam giới này con muốn đi đâu nó đều có thể đưa con đi, trọng minh thần giải thích. Ta còn phải luyện hóa tâm bia đá cho Phật ma thần nên phải đi đây, qua một thời gian nữa sẽ trở về, nếu con có chuyện gì khó giải quyết cứ truyền tin cho ta. Diệp Tố Tố siết chặt quyển trục Vạn Cảnh Thông, nhìn trọng minh thần rời đi, cứ đứng như vậy bất động hồi lâu, mãi cho đến khi du phục thời chạy tới gọi nàng. Diệp Tố Tố, du phục thời sách theo một chồng giấy đưa cho nàng xem. Ta đã luyện viết 20 trang chữ này. Diệp Tố Tố thu quyển chục vạn cảnh thông vào túi càn khôn, nét mặt chấn định như không có việc gì nhận lấy sắp giấy, lật lật, trái lương tâm nói. Đẹp, càng ngày càng có phong phạm dòng bay phượng múa của chữ viết vạn năm sau. Du phục thời nghe thấy nàng khích lệ thì trong phút chốc liền cười thật vui vẻ, nụ cười như hoa nở ngày xuân, rực rỡ lá mắt. Ta phải đi bồng lai một chuyến. Diệp Tố Tố rưỡi tay nắm lấy khắp huyết kiếm đang có ý đồ muốn tấn công Du Phục Thời, sau đó nói tiếp. Rất nhanh sẽ trở về. Tâm tư Du Phục Thời đơn giản, tất nhiên là đồng ý. Đừng chạy loạn, Diệp Tố Tố dặn dò. Có chuyện gì chờ ta trở lại? Được, khắp huyết kiếm hẳn là biết Diệp Tố Tố muốn đi bồng lai làm cái gì, dãy rựa dữ dội, Diệp Tố Tố nhíu mày, cũng lười mang nó theo, dứt khoát phong ấn nó lại trong thiên cơ môn. An phận cho ta nếu để ta trở về biết được ngươi đả thương bất kỳ người nào trong thiên cơ môn diệp tố tố cảnh cáo linh thể khắp huyết ta có thể luyện chế ra ngươi thì cũng có thể phế đi ngươi khắp huyết kiếm tức khắc liền an tĩnh như gà ngay cả hồng quang quanh thân cũng ảm đạm đi không ít diệp tố tố tùy ý giơ tay xé rách không gian đi đến bồng lai lúc này bồng lai còn chưa thiết lập ảo cảnh che giấu tông môn từ xa nàng đã có thể nhìn thấy bồ đề thần thụ rậm rạp che trời diệp tố tố chỉ mới vừa đi đến cửa lớn còn chưa nói mục đích tìm đến thì đệ tử bồng lai đã mời nàng vào tự như đã ở đây đợi nàng hồi lâu diệp tố tố bước từng bước lên thần thụ cho đến khi đến đại điện ở tầng cao nhất bồng lai trường sử ngồi ở giữa chủ điện dưới thân là một bàn âm dương thật lớn chỉ mới hai tháng không gặp mà tóc ông đã bạc phơ mặt đầy nếp nhăn đôi tai cũng lấm tấm đồi mồi gương mặt không còn là gương mặt bình thường lúc trước diệp tố tố do dự một lát gọi trưởng sử ngài khiến tiểu đạo hữu chê cười rồi bùng lai trường sử ngừng đầu, hai mắt trắng đục, thanh âm nghẹn ngào tang thương. Chỉ là ảo thuật không còn duy trì nổi nữa mà thôi. Diệp đạo hữu đến đây có chuyện gì? Trưởng sử đột nhiên hỏi. Diệp tố tố ngẩn ra, nàng vốn cho rằng trưởng sử đã biết mục đích của mình tới đây, bất quá chỉ thất thần một lát nàng đáp. Tà khí của khớp huyết kiếm quá nặng, ta muốn cầu một mảnh vỏ của dãy cây bồ đề để làm vỏ kiếm. Việc này đơn giản, bùng lai trưởng sử nghiêng đầu nhìn sang bên phải, một người giấy đi tới. Diệp đạo hữu đợi lát nữa đi theo nó cất vỏ cây là được. Diệp tố tố nhìn thoáng qua người giấy, sau đó thu hồi ánh mắt. Trưởng sử, có chuyện gì muốn nói với ta đúng không? Đôi mắt phần đục của bồng lai trưởng sử khẽ chớp chớp. Đúng là có vài lời muốn nói. Diệp tố tố ngồi xuống chỗ đối diện bồng lai trưởng sử. Trưởng sử mới nói. Từ lúc ta đảm nhiệm vị trí trưởng sử đến nay, chỉ có một người duy nhất mà ta không thể nhìn thấy gì từ trên người của người đó, bồng lai trưởng sử cười khổ một tiếng. Sau khi trở về, ta nhịn không được, tiếp tục tính toán, cuối cùng tính ra được một vài thứ. Trưởng sử đã nói đến ai, Diệp Tố Tố như mày, cảm giác nhẹ bén của nàng báo cho nàng biết rằng người mà ông đang nhắc đến không phải là mình. Người trong lòng Diệp Đạo Hữu nghĩ đến đầu tiên là ai, thì... Chính là người đó. Ngày ấy khi bồng lai trưởng sử nhìn thấy một sợi khí vận của Diệp Tố Tố quấn quanh người Hán, ông liền sinh ra hy vọng, hiện tại con đường phi thăng đã hoàn toàn đứt gãy, hai mắt đã mù, thọ mệnh cũng không còn dài nên ông quyết định tính toán thêm một lần nữa. Hiện giờ mệnh đèn sắp tắt, có một số việc ông muốn Diệp Tố Tố có thể biết được. Bên trong bồ đề chủ điện, hai người đối mặt, có chức giống cảnh ngày đó dẫn thần hạ phàm, chẳng quá khi đó du phục thời là ngồi, còn hiện tại Diệp Tố Tố đang đứng nhìn trường sử. Diệp Đạo Hữu, mời ngồi, bùng lai trường sử giơ tay ý bảo nàng ngồi xuống. Diệp Tố Tố theo lời ngồi xuống đối diện với trường sử vừa hay lại cùng một vị trí mà Du phục thời đã ngồi lúc trước. Nàng vừa ngồi xuống thì trận âm dương liền chuyển động, hai màng trắng đen giao nhau nhanh đến độ chỉ còn tàn ảnh, trận pháp dần dần dâng lên, che giấu khí tức của hai người. Một lát sau, Bồng Lai Trường Sử mới lên tiếng, câu đầu tiên lại là: Hắn không thuộc về tam giới. Hắn ở đây chỉ ai không cần nói cũng biết. Diệp Tố Tố rũ mắt không nói gì, bầu không khí trong điện yên tĩnh, nàng ngồi đó bất động giống như không nghe thấy lời Trường Sử vừa nói. Bùng Lai trưởng sử tuy hai mắt đã mù nhưng khi dựng trận âm dương thì ông vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ trong trận, và ông có chút ngạc nhiên với sự trầm mặc của Diệp Tô Tố Tố. "Ngươi biết?" Diệp Tố Tố lắc đầu, nàng không biết, chỉ là nàng nhận ra du phục thời không giống người thường, đầu tiên là máu của Huyền Âm chi thể, sau đó có đôi mắt tím giống với các thượng thần, rất khó để không suy đoán theo hướng hắn có liên quan gì đó với thượng giới, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn không giống ta người hay bất kỳ một ai khác, bao gồm các vị thượng thần, hắn không giống ai cả, thanh âm già nua của bồng lai trường sử chậm rãi truyền đến. Diệp đạo hữu, có một số việc ngươi cần phải biết, hắn và khí vận của ngươi có cùng một nhịp thở. Mi mắt diệp tố tố cuối cùng cũng động, nàng ngước mắt nhìn về phía bồng lai trường sử. Ta, biểu tình trên mặt bồng lai trường sử có chút phức tạp, đôi mắt vẫn đục khi nhìn nàng lại giống như nhìn thấu rõ mọi thứ, ông thấp giọng nói. Diệp đạo hữu từ đâu mà đến, trong lòng cũng tự hiểu rõ, ta chỉ muốn nhắc nhở đạo hữu mấy câu. Diệp tố tố đầu tiên là ngần ra, sau đó mới phản ứng lại, bùng lai trường sử hẳn là đã tính toán ra được một ít việc liên quan đến mình, nàng đáp. Mời trường sử nói. Những chuyện đã phát sinh không cách nào có thể thay đổi được, bùng lai trường sử lựa lời khuyên nhủ. Đó đã là kiếp số trong số mệnh của hắn, không thể sửa, cũng không thể tránh. Có một vài việc trường sử đã thấy được mơ hồ, nhưng lại không có cách nào nói ra, Diệp Tố Tố nghe xong im lặng thật lâu, không đồng ý, cũng không phản bác. Trong trận âm dương vang lên một tiếng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Diệp Đạo Hữu, hắn là thần mà thiên đạo đã dựng dục ra của thượng giới, cuối cùng vẫn sẽ phải trở về. Diệp Tố Tố nghe vậy, hai bàn tay đặt trên đầu gối khẽ xiết lại, thần mà thiên đạo dựng dục ở thượng giới, thế nên tiểu sư đệ là, ngự thần. Trận âm dương trong bồ đề chủ điện chợt ngừng lại, bùng lai trưởng sử vốn vừa mới nói chuyện lại chậm rãi cúi đầu. Diệp Tố Tố nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng, nhanh chóng đứng dậy, tới gần gọi ông. Trưởng sử Đã chậm. Bồng lai trưởng sử đã không còn sinh cơ. Diệp Tố Tố quỳ một gối trước bồng lai trưởng sử, nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhan của ông. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng thấy được bộ dáng chân chính của trưởng sử. Lúc này 12 vị bồng lai thánh sứ lại từ ngoài cửa bước vào, ngồi quỳ chung quanh, thấp giọng ngâm tụng, giống như đã sớm biết được kết cục của trưởng sử. Theo tín niệm chú không ngừng của họ, bồng lai trường sử dần dần hóa thành các điểm sáng, phiêu tán ra bên ngoài, cuối cùng đáp xuống các lá cây của bồ đề thần thụ, trở thành lực lượng tầm bổ cho nó. Diệp tố tố hoảng hốt nhìn thân ảnh đã biến mất trong điện bồng lai, có phải trường sử cũng đã tính được kết cục hôm nay của mình hay không? Người giấy nọ trong điện không một tiếng động đến gần, đứng bên người nàng, làm ra tư thế mời. Diệp tố tố nhắm hai mắt lại, cố gắng giấu đi tất cả cảm xúc, sau đó mới mở mắt ra đứng lên, đi theo người giấy bước ra ngoài điện, đi thẳng xuống dưới người giấy dẫn nàng đi xuống tới dưới gốc bồ đề vẫn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục đi. Diệp tố tố nhìn người giấy, nghĩ nghĩ một lát quyết định vẫn đi theo. một người một giấy vòng quanh gốc cây bồ đề ba vòng. sau đó trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm xuống, phía trước xuất hiện một đoạn cầu thang. nàng tiếp tục theo người giấy đi xuống cầu thang, đi mãi đi mãi, cuối đường là một nơi chứa đầy rễ cây của bồ đề thần thụ. người giấy dẫn Diệp tố tố đến vị trí chính giữa, chỉ vào một đoạn rễ ở dưới sâu nhất nói: nên lấy đoạn này. Diệp Tố Tố trước không nhìn vào dễ cây bồ đề mà ngược lại ngước mắt nhìn về phía người giấy, giọng nói này là của bồng lai trường sử. Một lát sau nàng mới tiến lên, nhìn lớp vỏ của đoạn dễ mà người giấy chỉ, một đoạn màu bạc sáng chói như ánh sáng của kim loại. Đúng là vỏ kiếm của khắp huyết kiếm vạn năm sau. Có một khoảnh khắc Diệp Tố Tố thật sự muốn quay đầu rời khỏi đây, nhưng cuối cùng nàng không làm như vậy, cũng không nói gì, chỉ an tĩnh cắt đoạn dễ cây đó. Sau khi Diệp Tố Tố cắt dễ xong, người giấy mới một lần nữa tiến tới hai tay dâng lên một cái hộp đưa cho nàng. Diệp tố tố ngần người nhận lấy hộp gỗ, vừa mở ra nàng liền ngạc nhiên cúi đầu nhìn người giấy. Thứ bên trong hộp gỗ chính là tháp linh của luân chuyển tháp. Vật này chính là hạt giống duy nhất của bồ đề thần thụ, nhờ Diệp đạo hữu tạm thời quản lý thay, ngày sau đưa lại cho Bồng Lai. Người giấy nói. Xem như là yêu cầu để đối lấy vỏ cây bồ đề. Diệp tố tố nhìn hạt giống trong hộp gỗ, nó phát ra hương vị thanh mát nhàn nhạt. nhạt một chốc lại nghĩ tới bồ đề thần thụ khô héo đổ sập ở vạn năm sau, một chốc lại nghĩ đến tháp linh bị phong ấn trên cửa thành quy tông. Một lúc lâu sau nàng mới đóng nắp hộp lại bỏ vào túi càn khôn, đồng ý nói. Được. Cùng lúc đó, ở trong thiên cơ môn, du phủ thời đang ở một mình trong phòng viết chữ, tăng lục lại trả trộn vào trong thiên cơ môn, lúc này cảnh giới của hắn đã đến đại thừa kỳ nhưng vẫn dựa vào việc giả chết thành mai rùa để lẫn theo các tài liệu đi vào, hắn ở trong kho tài liệu hơn một tháng mới trốn ra tới. Tàng lục lặng lẽ mò mẫm đến bên ngoài cửa sổ phòng du phục thời. Lộc cọc, du phục thời đang ngồi bên bàn nghiêm túc luyện viết chữ to, hơn nửa ngày sau mới quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hắn buông bút, đi tới đẩy cửa sổ ra, quả nhiên nhìn thấy tàng lục đang nấp trong một góc bên ngoài. Yêu chủ, chúng ta đi uống rượu đi, tàng lục nhỏ giọng hô. Du phục thời do dự một lát, từ chối đề nghị này. Ta còn chưa luyện viết chữ xong. Nhưng mà tàng lục lì lợm la liếm, cuối cùng vẫn thành công dụ dỗ được Du Phục Thời đi với hắn. Đi uống rượu ở đâu? Du Phục Thời hỏi. Tàng Lục cười hê hê nói. Hầm rượu, ta nghe nói đệ tử thiên cơ môn muốn đổ hết rượu đi, quá đáng tiếc, nên là chúng ta đi uống một chút đi, trước khi bọn họ đổ hết. Người yêu rượu nhất thiên cơ môn không ai khác chính là hình trưởng lão, nhưng hiện tại ông đã không còn, mọi người cũng không muốn vào hầm rượu lấy rượu của ông, thế nên sau khi thương nghị thì quyết định không bằng đổ hết rượu xuống trước bia mộ của trưởng lão chuyện này là do tàng lục lúc lẫn trong tài liệu nghe đánh được không hỏi tự lấy chính là trộm du phục thời đọc một câu mà hắn mới học trước đó không lâu tàng lục lấy ra thì trong túi càn khôn một đống yêu đan bát cửu dai đặt chúng vào trong hầm rượu thì xem như đã trả tiền rồi không xem là trộm được du phục thời nhìn về phía tàng lục thật như vậy thật sự tàng lục chắc chắn vì thế hai người nghênh ngang đi về phía hầm rượu trên đường vô tình đi ngang qua nơi phong ấn khắp huyết kiếm linh thể khắp huyết người thấy hương vị trên người du phục thời thì thèm nhỏ rãi, thấy bọn họ đi mỗi lúc một xa thì bắt đầu điên cuồng dãy ruộng không thể không nói trận pháp của diệp tố tố đúng là mạnh linh thể khắp huyết bị pháp trận buộc dính vào bàn thể hắn phải dùng miệng điên cuồng cắn nửa ngày mới rốt cuộc có thể cắn lùng một lỗ linh một kiếm phát ra từ đó khắp huyết kiếm bay theo hướng đi của du phục thời người cổ hơi thở đó đuổi theo một đường tới hầm rượu máu của du phục thời có dụ hoặc cực lớn đối với hắn Tuy nhiên khi muốn xông tới thì bên tai lại vang lên lời nói của Diệp Tố Tố, tu sĩ đó không cho phép hắn tổn thương bất kỳ người nào trong thiên cơ môn. Khắp huyết giúp trong thân kiếm, càng nghĩ tạc khí trong mắt càng đậm, quan tâm làm gì cho phép với cả không cho phép, hắn cứ muốn uống máu du phục thời đấy. Khắp huyết kiếm vào một tiếng bay thẳng về phía sau lưng du phục thời, khi chỉ còn một chút nữa thôi đã đâm chúng thì đột nhiên có một người cõng bay rùa từ đâu nhảy tới sau lưng du phục thời. Yêu chủ, Uống cái này tàng lục còn chưa nói xong thì liền cảm giác mai rùa của mình bị chọc một cái. Ai dám chọc quy? Nửa đường lại nhảy ra một quy yêu ngàn năm khiến khắp huyết tức điên, trực tiếp bay ra từ thân kiếm, đè tàng lục xuống đất, há mồm cắn mai rùa của hắn. Rộp, rộp khắp huyết cạp giòn tan. Á, à, tàng lục vừa quay đầu liền thấy một người toàn thân đỏ rực tăng cắn mai rùa của mình thì tức khắc hoảng sợ, gào khóc kêu to. Yêu chủ, cứu mạng quy. Sư phục thời xoay người, một tay bắt khớp huyết một tay kéo quy ra khớp huyết thấy vậy thuận thế quay đầu di si án vào cầu tay hắn uống máu tuy nhiên hắn còn chưa biết không phải máu nào cũng có thể tùy tiện uống loạn mới vừa nuốt xuống một ngụm khớp huyết liền nhận thấy không đúng lực lượng trong máu này hắn không cách nào có thể nhận nổi uống vào nhất định sẽ bị khống chế nên liền lập tức nhả ra chỉ là du phục thời được toàn thể yêu vương đồng thuận bầu lên vị trí yêu chủ thì có một điều kiện tiên quyết đó là hắn đánh rất giỏi khớp huyết tuy là ngay lập tức nhả ra nhưng đã chọc giận du phục thời Du phục thời rất ghét bị người khác đả thương, những yêu vương bị hắn treo lên đánh cũng là vì nguyên nhân ra tay với hắn trước. Du phục thời nắm cổ khắp huyết nhúng hắn xuống nu rượu, nhúng một lát lại xách lên hung hăng nện xuống đất, sau đó lại nhúng tiếp, tiếng rượu ào ào cùng với tiếng khắp huyết tiếp đất ẩm ý vang vọng khắp hầm rượu. Vì thế, trong lúc nhất thời trong hầm rượu liên tiếp vang lên hai loại thanh âm xen kẽ. Hu hu hu, xác của quy hư rồi. Ta không dám uống nữa, ục 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 ục, đừng quăng, Tàng lục quay đầu nhìn mai rùa bị lùng một lỗ của mình, mặt như cho tàn, như quy sinh đã mất toàn bộ hy vọng, quay qua nói với du phục thời. Yêu chủ, nhờ ngài đưa quy trở về, xác của quy nói không chừng còn có thể tu bổ lại được. Du phục thời một tay vẫn còn sách khắp huyết, tay còn lại tùy tiện vung lên xé rách không gian, tàng lục lau nước mắt nhảy về bình hải. Tuy rằng tàng lục đi rồi nhưng du phục thời vẫn còn rất giận, hắn nắm khắp huyết quang vào trên vách hầm rượu, rửa quang vừa nói. Đồ xấu xí, khắp huyết không còn luyến tiếc gì trên đời nữa, hai tay hai chân hoàn toàn rũ xuống, hắn vốn cũng muốn chống cự nhưng không cách nào làm được, chỉ mới nuốt một chút máu thôi mà hắn đã bị khống chế. Trừ khi Diệp Tố Tố về tới thiên cơ môn thì Du Phục Thời cũng xách khắp huyết bị đánh đến nghi ngờ kiếm sinh ra khỏi hầm rượu, vừa lúc đụng phải nàng. Đệ đi hầm rượu à, Diệp Tố Tố người thấy mùi rượu trên người hắn nên hỏi, lại nhìn thấy khắp huyết kiếm trong tay Du Phục Thời. Đệ phá trận, Du Phục Thời lắc đầu, ánh mắt trong trèo, nhìn khắp huyết kiếm trong tay nói hắn chạy tới hầm rượu ta đuổi theo hắn còn cắn ta diệp tố tố nghe vậy thì liền nhìn xuống cổ tay hắn quả nhiên nhìn thấy có vết máu hắn chạm vào máu của đệ du phục thời gật đầu có chút kiêu ngạo nói chỉ mới đụng có một chút xíu thôi thì đã bị ta bắt được diệp tố tố nhíu mày bước tới ngón tay lướt qua vết thương trên cổ tay hắn sau khi chữa trị xong mới nhận lấy khắp huyết kiếm nói ta còn tưởng rằng đệ đi hầm rượu với tàng lục Du phục thời lần đầu tiên nói dối nên trong nháy mắt liền trột dạ, hai mắt đảo nên hồi, cuối cùng không đánh gạ khai. Không có trộn rượu, có thả lại yêu đan trả tiền uống rượu. Diệp tố tố không khỏi bật cười ra tiếng. Ta biết rồi. Thực ra tầng lục trà trộn vào lần thứ hai thì đã bị phát hiện, chẳng qua được Diệp tố tố ép xuống, mọi người làm như không biết mà thôi. Nàng không vui, du phục thời nhìn thẳng vào Diệp tố tố, từ lúc gặp mặt vừa rồi cho đến hiện tại, tuy rằng trên mặt nàng nở nụ cười nhưng hắn biết nàng đang không vui. Không có, Diệp Tố Tố dừng một chút lại bổ sung. Chỉ là suy nghĩ một ít việc, nàng nhìn du phục thời, ngự thần sao? Thượng giới hạ xuống thuật cấm ngôn của ngự thần có liên quan gì tới hắn hay không? Diệp Tố Tố vì để tiểu sư đệ không nhìn ra khác thường mà lấy khắp huyết kiếm làm cớ, bảo phải đi làm vỏ kiếm cho nó. Phần rễ của bồ đề thần thụ ánh lên màu bạc lập lánh, chỉ nhìn bên ngoài thì thật trông giống như một khối kim loại bạc, chỉ luyện hóa một đoạn rễ này thôi nhưng diệp tố tố phải mất đến hai tháng mới hoàn thành cuối cùng nàng đem đoạn vỏ rễ đã được luyện hóa xong trùng lên thân kiếm khắp huyết dù cho là ai cũng không thể nhìn ra được đây là vỏ kiếm chỉ giống như khớp huyết kiếm đổi sang một màu sắc khác mà thôi thế là tà khí lúc nào cũng cuồn cuộn của khắp huyết kiếm bị áp chế hơn phân nửa trong khoảng thời gian này nàng còn phát hiện khắp huyết kiếm rất sợ du phục thời không giống với sợ nàng do nàng có đủ loại thủ đoạn chấn áp mà khớp huyết kiếm giống như theo bản năng đã sợ hãi hắn Thiên cơ môn dưới sự dẫn dắt của Diệp Tố Tố và hai vị trưởng lão còn lại, dần dần một lần nữa đi vào quỹ đạo, một nhóm đệ tử mới bộc lộ tiềm năng, khả năng trong thời gian ngắn nữa thôi sẽ có thể trở thành trụ cột cho thiên cơ môn. Trước khi thời hạn một năm kết thúc, ba vị thượng thần vớt cuộc chấn áp xong thần tùy của bốn thần phản bội, trọng minh thần vẫn còn chưa yên lòng về thiên cơ môn nên quyết định ghé vào một lần trước khi đi, hai vị thượng thần còn lại cũng đi theo ông. Diệp Tố Tố dẫn ba người trọng minh thần đi một phòng thiên cơ môn, nàng không thể nói nên lời chuyện vạn năm sau nên cũng không cố gắng báo cho bọn họ biết nữa. Chúng ta đã dựng xong bia đá, chấn áp bọn họ trong các tiểu bí cảnh, ít nhất có thể kéo dài được khoảng vạn năm thì bọn họ mới có thể ra được. Phật ma thần nói, khi đó thông đạo nối thượng hạ giới hẳn là đã được mở lại, chúng ta sẽ thỉnh ngự thần ra tay dệt trừ bọn họ. Nếu tấm bia đứt gãy trước đó thì nên tu bổ như thế nào? Diệp Tố Tố hỏi ông phật ma thần ngẩn ra linh khí trong tiểu bí cảnh thưa thớt trước khi các tấm bia đá đứt gãy thì chúng ta hẳn đã có thể một lần nữa hạ phàm thời gian vạn năm chứa quá nhiều biến số diệp tố tố một lần nữa hỏi ông nếu tấm bia đá đứt gãy thì có phương pháp nào để chữa trị không có phật ma thần nghĩ nghĩ nói người đi tìm hàn tinh bùn tốt nhất nếu tấm bia đá có đứt gãy thì có thể bôi nó lên dính lại chống đỡ một khoảng thời gian hàn tinh bùn lại là một cái tên quen thuộc. Diệp Tố Tố rũ mắt nói đã rõ, tuy nhiên trước khi ba vị thượng thần rời đi, nàng cuối cùng vẫn nhịn không được mà chạy theo hỏi. Nếu Lô Phi Thăng biến mất, nó có nghĩa là gì? Trọng Minh Thần quay đầu lại. Lô Phi Thăng không có khả năng biến mất, trừ phi ngự thần chấp trường lôi kiếp xảy ra chuyện. Khi những người này truyền đến trong tai Diệp Tố Tố thì ba vị thượng thần cũng đồng thời biến mất, trở về thượng giới, cùng lúc đó thông đạo nối thượng, hạ giới cũng bị đóng lại, tam giới sẽ không còn thần hạ phàm nữa. Ngựa thần chấp trưởng lôi kiếp, xảy ra chuyện. Diệp tố tố ngửa đầu nhìn lên không trung, vạn năm sau, thông đạo nối thượng, hạ giới vẫn không mở ra. Lôi phi thăng lại thật sự biến mất, không một ai có thể phi thăng được nữa. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả kết nối giữa thượng giới và hạ giới đều bị cắt đứt. Ba vị thượng thần rời đi, thông đạo đóng cửa tựa hồ cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn với tam giới. Tất cả mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, hướng về phía trước. Bồng lai đã có trường sử mới, vẫn như cũ là một gương mặt bình thường đến cực điểm, liếc mắt nhìn qua là có thể quên ngay sau đó. Ai cũng không biết gương mặt thật sự bên dưới lớp ảo thuật đó trông như thế nào, càng không ai biết được tiền bồng lai trường sử đã để lại tin tức gì cho các đệ tử bồng lai. Diệp Tố Tố cũng một lần nữa tiến dai, nhảy lên hàng đại năng độ kiếp hậu kỳ đỉnh, ở tam giới hiện tại cơ bản đã không có đối thủ, nhưng nàng lại dừng bước ở đây, gần một năm trôi qua vẫn không có dấu hiệu sẽ phi thăng. Ngược lại là đan tông thánh thủ, sau nhiều lần khúc chết thì ở năm thứ hai sau khi trở về tông môn từ đại hội tam giới, hắn thế nhưng lại thật sự có thể luyện ra được cửu chuyển hồi hồn đan. Ngày kết đan hôm ấy, không trung của đan tông bao trùm bởi một màu tím rực rỡ, tất cả tông môn đều bị kinh động, sôi nổi nhìn về phía xa hướng đan tông. Đan khí lượn lờ, lôi phi thăng giáng xuống, đan tông thánh thủ độ kiếp phi thăng. Diệp Tố Tố đứng trên đỉnh cửu huyền phong, trông về phía xa, thần thức có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy rõ tình hình ồn ào ở trong và ngoài đan tông tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn lên khoảng trời đó. Đây là lần đầu tiên Diệp Tố Tố tận mắt nhìn thấy lôi phi thăng, uy lực ngập trời, mây đen răng đầy, từng nhát lôi kiếp màu tím thô to bổ xuống với khí thế ca hát ủng bố, khiến người ngoài nhìn thôi đã thấy sợ hãi. Tuy nhiên đan tông thánh thủ đã luyện chế ra thần đan, lần này phi thăng cũng không tính là khó, lôi kiếp nhìn có vẻ đáng sợ nhưng khi chân chính bổ xuống người hắn thì lại ít đi vài phần sát ý. Lần lôi kiếp này kéo dài 17 ngày, đan tông thánh thủ rốt của phi thăng thành công, mang theo lô đỉnh của mình rời khỏi hạ giới bước lên thượng giới trong lúc nhất thời người tới bái phòng đan tông nối liền không dứt diệp tố tố chỉ phái người đi tặng lễ bản thân vẫn tiếp tục tu luyện chờ đến khi náo nhiệt do lần phi thăng của đan tông thánh thủ nguội xuống cũng đã là ba tháng sau thế nhưng diệp tố tố vẫn như cũ không có chút dấu hiệu nào là sẽ đột phá thế nhưng lại có người đan tông tìm tới nói thẳng muốn tìm diệp tố tố diệp tố tố tạm dừng tu luyện đi đến nghị sự đường người tới chính là tông chủ đan tông tông chủ có việc tìm ta sao sau khi diệp tố tố tiến vào liền hỏi tông chủ đan tông cũng không cố kỵ gì lấy ra một hộp đan trước khi thánh thủ phi thăng đã dặn dò ta giao cái này cho đạo hữu hắn có thể phi thăng cũng là nhờ có diệp đạo hữu trợ lực thiên cơ môn tuy được diệp tố tố quản lý nhưng nàng trước sau chưa từng nhậm chức tông chủ thậm chí ngay cả trưởng lão cũng không phải thế nên người ngoài chỉ xưng nàng một tiếng đạo hữu một lo của thánh thủ ra năm viên phế đan hai viên cử chuyển hồi hồn đan trong đó hắn đã mang đi một viên tông chủ đan tông nói một viên còn lại này là của diệp đạo hữu diệp tố tố nhìn chăm chăm hộp đan trong tay tông chủ đan tông cảm giác không thể trốn khỏi số mệnh định sẵn lại nổi lên sau khi trầm ngâm một lúc lâu nàng mới hỏi về sau đan tông có còn ai có thể luyện chế ra cử chuyển hồi hồn đan nữa không không thể tông chủ đan tông lắc đầu nói một số tài liệu của cử chuyển hồi hồn đan đã dùng cạn tam giới không còn nữa Huống hổ nửa quyền bí tịch cũng đã bị thánh thủ phá hủy. Diệp Tố Tố như mai. hà cớ gì lại phá hủy nửa quyền bí tịch? Nếu đã luyện chế ra được cửu chuyển hồi hồn đan thì nội dung của nửa quyền còn lại hẳn cũng đã có thể bổ sung đầy đủ. Nếu viết nó ra giao lại cho Đan Tông mới là hợp với lẽ thường. Mặc dù một số tài liệu đã không còn nhưng tương lai biết đâu lại có thể tìm ra tài liệu khác có thể thay thế. Tông chủ Đan Tông giống như có thể đọc được suy nghĩ của Diệp Tố Tố, cười cười nói. Thánh thủ lo lắng có người sẽ dùng tà pháp để điều chế ra tài liệu nên đã hủy bí tịch, chờ sau này khi thông đạo mở lại, hắn sẽ mang theo tài liệu cùng với quyển bí tịch hoàn chỉnh xuống hạ giới. Diệp Tố Tố nhìn gương mặt tràn đầy mong chờ của tông chủ Đan Tông, không cách nào nói thật ra tình hình phát sinh ở vạn Nam sao. Vậy cử chuyển hồi hồn đan này giao cho Diệp Đạo Hữu, nói xong tông chủ Đan Tông gật gật đầu với nàng rồi xoay người rời đi. Diệp Tố Tố cúi đầu ngơ ngẩn nhìn hộp đan trong tay, nàng chậm rãi mở nắp ra, quả nhiên người được mùi đan dược quen thuộc. Từng việc lại từng việc xảy ra, đều đang đẩy nàng đi về phía trước. Ngày hôm sau, Diệp Tố Tố đi một mình đến nơi giao nhau của Tam giới, đại điện bị đánh sập đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc hẳn là bởi vì thông đạo nối thượng, hạ giới đã đóng lại, đại hội Tam giới sẽ không tổ chức nữa nên đại điện cũng không được trùng tu, chỉ còn luân chuyển tháp vẫn sừng sững đứng đó. Nàng ngửa đầu nhìn luân chuyển tháp, thầm đếm từ tầng đầu tiên đến tầng cao nhất, tổng cộng có 8 tầng. Diệp Tố Tố cũng từng tìm hiểu qua, Luân chuyển tháp trước nay chỉ có 8 tầng, không có tầng thứ 9, cũng không có tháp linh gì cả, chỉ là một tòa tháp bình thường được dùng làm nơi thí luyện cho các đệ tử tam giới mà thôi. Hiện giờ trận pháp bên trong luân chuyển tháp chẳng có tác dụng gì với Diệp Tố Tố nữa, nàng có thể dễ dàng bước vào. Nàng đi thẳng lên từ tầng 1 đến tầng 8, ngửa đầu nhìn đỉnh tháp không khác gì các đỉnh tháp thông thường, vớt cuộc cẩn thận suy nghĩ ra được một việc. Cái gọi là tầng thứ 9 hay tháp linh gì đó, chẳng qua là có người đã tung những tin đồn này ra ngoài luân chuyển tháp vạn năm sau rõ ràng đã bị ai đó cải tạo thiết lập trận pháp trên tháp đỉnh lại liên kết nó với hạt giống bồ đề thần thụ mượn sức của thần lực ẩn chứa bên trong hạt giống mới có thể đưa nàng đi tới vạn năm trước thần vẫn kỳ này còn về phần người đó là ai diệp tố tố cúi đầu lấy ra hạt giống tỏa ra ánh sáng tím cười khổ một tiếng người đó chính là nàng hoặc là nói sắp sửa là nàng diệp tố tố ở trong luân chuyển tháp hơn một tháng mãi cho đến khi du phục thời không ngừng truyền tin tình nàng thì mới bước ra khỏi tháp vừa về đến thiên cơ môn thì du phục thời liền chạy tới tìm nàng, hỏi nàng đã đi đâu, vì sao lại không dẫn hắn cùng đi. Nàng có phải thật ra là không thích ta, chỉ muốn gạt ta xong tu với nàng đúng không? Du phục thời dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc chất vấn Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố sừng sốt, trong mắt hiện lên ý cười. Từ đâu học được lời này, không có không thích đệ. Du phục thời gần đây đọc không ít sách, lại còn kể chuyện về Diệp Tố Tố với Tàng Lục, nhưng tăng lục lại nói diệp tố tố ném hắn ở lại trong tông môn một mình không quan tâm đến rất có khả năng là chỉ nhìn trúng mặt của hắn muốn lửa hắn xong tung mặt thôi không tin du phục thời nghiêng đầu cố ý không nhìn diệp tố tố nữa về sau đi ra ngoài đều sẽ dẫn đệ theo diệp tố tố nhìn du phục thời nhẹ nhàng nói nhưng sâu trong đáy mắt lại tích tụ sự thâm trầm không thể nhìn thấu du phục thời rất dễ dỗ nghe được lời này thì liền vứt lời khuyên tận tình chân thành của tăng lục khuyên hắn về yêu giới Đừng bị tu sĩ lừa gạt cả thể xác và tinh thần ra sau đầu, cong mắt cười với Diệp Tố Tố. Là nàng hứa rồi đấy. Ừ, Diệp Tố Tố bỗng nhiên lại nói với Du Phục Thời. Ta dạy cho đệ luyện kiếm nhé. Được thôi, Du Phục Thời không chút nào do dự liền đồng ý, hắn thích Diệp Tố Tố dạy hắn nhiều thứ. Kể từ hôm đó hắn liền bắt đầu theo Diệp Tố Tố luyện kiếm, từ buổi chiều luyện đến tới, thỉnh thoảng mệt quá không muốn xuống núi thì sẽ biến thành tiểu hắc xà treo trên cổ tay Diệp Tố Tố. Ăn vạ trong phòng nàng không đi. Năng lực học tập của Du Phục Thời không hề chậm hơn so với Diệp Tố Tố, ngay cả những thứ đối với người thường mà nói là cực kỳ khó khăn hắn cũng đều có thể học được. Xuân đi thu tới, hai người học hết tất cả kiếm phổ có thể vơ vét được. Diệp Tố Tố ngộ ra kiếm ý của bản thân mình, Du Phục Thời cũng có kiếm ý thuộc về chính hắn. Trong lúc đó Diệp Tố Tố cũng dẫn Du Phục Thời đi đến những nơi có truyền thừa, gom sạch toàn bộ thiên tài địa bảo bên trong đó cho Du Phục Thời để hắn đặt ở trong giới đến cảnh giới như nàng hiện tại thì luyện khí đã giống như hạ bút thành văn, tùy tay luyện ra đều có thể bán ra được giá cao, lại có thiên cơ môn phía sau chống đỡ, tiền bạc được không cần phải đắn đo chi. Diệp Tố Tố luôn thích dẫn du phục thời đi chọn quần áo đẹp nhất, mua đan dược chân quý nhất, sau đó bảo hắn thu tất cả vào trong giới. Có một ngày Diệp Tố Tố hỏi du phục thời vì sao hắn chưa từng có lôi kiếp, kết quả ngày hôm sau trên đầu hắn liền có lôi giáng xuống. Lôi kiếp đại thứ trung kỳ, Diệp Tố Tố nhìn du phục thời nhẹ nhàng độ xong lôi kiếp, trong lòng buồn cười không thôi hỏi thấy ai độ kiếp mà học được vậy hắn căn bản không có lôi kiếp lại không phải linh lung cốt hiển nhiên là một sự tồn tại càng cao hơn tàng lục du phục thời trột dạ nói trở về thôi diệp tố tố cũng không đào sâu chuyện này dẫn theo hắn trở về thiên cơ môn có đôi khi diệp tố tố cũng sẽ lấy cớ phải đi xử lý sự vụ của thiên cơ môn lưu lại hắn ở trong tông môn một mình ra ngoài những lúc như thế trên người nàng hoặc là thiếu vài thứ, hoặc là sẽ mang về một chút đồ vật, những chuyện đó du phục thời cũng không biết. Diệp Tố Tố cũng cố ý để hắn tiếp xúc với những người khác, kiến thức những chuyện trong tu chân giới, biết người trải việc mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tuy nhiên vô luận là đệ tử, trường lão thiên cơ môn hay là người của các tông môn khác tựa hồ đều chưa từng xem thường du phục thời, cũng không dám ở trước mặt hắn giờ trò gì. Điểm này Diệp Tố Tố lại không nhận ra vì ở trước mặt nàng, hắn vẫn luôn là bộ dáng đó không hề thay đổi thiên chân lại trẻ con. Sân viện trên cử huyền phong vắng lặng, khi Diệp Tố Tố bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Du Phục Thời đang đứng trước bàn đá dưới tàng cây trong sân, nghe thấy tiếng mở cửa hắn liền quay đầu lại cười với nàng. Diệp Tố Tố hoảng hốt nhìn người dưới tàng cây, hình ảnh này nàng đã từng gặp qua ở bồng lai, là bức họa mà vạn năm sau trường sử đã đưa cho nàng xem. Lúc ấy người bồng lai còn tưởng tiểu sư đệ là tiền trường sử thế nên không chút do dự ra tay cứ lấy huyền âm chi thể. Du Phục Thời bước nhanh về phía Diệp Tố Tố, tay huơ hơ trước mắt nàng. Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố hoàn hồn rưỡi tay nắm lấy tay hắn. Sao lại không gọi đại sư tỷ? Chỉ có thời gian ban đầu du phục thời mới ngoan ngoãn gọi nàng là đại sư tỷ, sao lại không biết vì sao không gọi nàng như thế nữa? Không gọi, du phục thời kiên quyết cực tuyệt. Tàng lục nói bọn họ về sau sẽ xong tu, không thể gọi đại sư tỷ, như thế là sai bối phận. Diệp Tố Tố cũng quen hắn không gọi mình là đại sư tỷ, nàng kéo hắn ngồi xuống. Ta có việc phải ra ngoài một đoạn thời gian, để ở lại trong tông môn nhé ừ sau đó du phục thời đột nhiên lại hỏi diệp tố tố chừng nào thì nàng phi thăng bọn họ nói nàng sắp phải phi thăng đi thượng giới vậy thì hắn cũng phải thành thần mới có thể ở bên cạnh nàng diệp tố tố không dấu vết buông tay du phục thời ra tạm thời còn chưa có dấu hiệu phi thăng